cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2161, lại là ngươi. Đoạn thời gian này, độc lập châu bình tĩnh lạ thường, nhiếp gia và không sợ minh nói chung cũng không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Diệp Oản Oản điều dụng lượng lớn thành viên của nhiếp gia và không sợ Minh đi điều tra tung tích của nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Về phần Atula, vẫn còn đang điều tra hải đảo trước đó được phát hiện. Điểm duy nhất đáng nhắc tới chính là, từ sau khi nhiếp vô danh không còn nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, Tử Quỷ vậy mà cũng lặng lẽ rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Oản Oản. Mà đám người Thần Hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa và cả ngoại quốc rời gạch, vẫn luôn một mực tìm kiếm tung tích của Tử Quỷ. Đối với việc Tử Quỷ rời đi, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn còn tồn tại nghi hoặc, không biết sốt cuộc hắn đang có âm mưu gì. Chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện, luyện ra loại cổ trùng có thể cải tử hồi sinh sao? Tất nhiên đối với loại ý niệm này cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất diệp oản oản cũng không không nghĩ sâu nhiều a à, cửu bên anh điều tra như thế nào rồi lúc sáng sớm diệp oản oản gọi điện thoại cho tư giả hàn trong ba ngày sẽ có tin tức âm thanh tư giả hàn truyền tới sau khi cùng tư giả hàn tán gẫu một lát diệp oản oản cúp điện thoại bây giờ mỗi ngày tư giả hàn đều điều tra hải đảo thời gian ở lại trụ sở chính a tu la cũng không nhiều Diệp Oản Oản liền đón đường đường trở về, chỉ cần tư giả hàn rảnh rỗi, liền đến nhiếp gia thăm. Giai đoạn hiện tại, quan hệ giữa tu la chủ và nhiếp gia, mọi người tại độc lập châu đã sớm biết. Mà tư giả hàn đi nhiếp gia, càng trở thành bình thường như cơm bữa. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại, lại có một loạt tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Cửa không đóng, mời vào. Diệp Oản Oản nói, thân sắc hơi có chút nghi hoặc. Mới sáng sớm, ai lại sẽ tới thư phòng nhiếp ra tìm mình. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa lớn của thư phòng đã bị đẩy ra. Là ngươi, nhìn thấy người tới, chân mày Diệp Oản Oản trong nháy mắt nhíu lại. Người tới Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì, phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội. a à, vô ưu tiểu thư, có một số việc, muốn thương nghị cùng ngươi một chút. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, nhẹ giọng cười nói. Người tiến vào nhiếp ra như thế nào? Audio điện tử võ tấn bền. Diệp oản oản thần sắc lạnh lùng. Nhiếp ra sao? Dĩ nhiên là muốn vào liền vào. Ban đầu, ngay cả thiên kiêu và kỳ hoàng ta đều có thể mang đi. Nhiếp ra, tất nhiên cũng là không khó. Phó hội trưởng cười nói. Phó đạo liên minh công hội. Hai con người Diệp oản oản hơi hơi nheo lại. Cách nói khác của ý này là võ đạo liên minh công hội bắt đi kỳ tu nhiễm và thủ lĩnh thiên kiêu, hải đường. Trước đó mặc dù Diệp Oản Oản có hoài nghi đối với võ đạo liên minh công hội, nhưng cũng chẳng qua chỉ vẻn vẹn là hoài nghi. Mà mục tiêu hoài nghi lớn nhất của Diệp Oản Oản là dòng chính. Nhưng chưa từng nghĩ, những việc này lại sẽ có thể thật sự là do võ đạo liên minh công hội làm. Thế nào, vội ưu tiểu thư, người định tự mình đi theo ta, hay là... Ta bắt người mang đi, phó hội trưởng cười lạnh chỉ bằng ngươi sao? Lúc này, Diệp Oản Oản chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn phó hội trưởng, người có thể bắt kỳ tu nhiễm và hải đường đi, người thật sự rất mạnh. Bất quá, người muốn dẫn ta đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ha ha, chuyện đó phải thử xem mới biết, đúng không? Phó hội trưởng nói xong, nhanh chân lướt về phía Diệp Oản Oản. Tìm chết. Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong nháy mắt tung ra một trường về phía phó hội trưởng. Trong phút chốc, song trưởng của Diệp Oản Oản và phó hội trưởng đối nhau, từ trong thư phòng truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Trong nháy mắt khi hai người giao thủ, trong lòng Diệp Oản Oản cũng đã tính toán ra một chút đại khái. Phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công hội này, đúng là rất mạnh. Nhưng, muốn tại nhiếp ra bắt nàng đi, nằm mơ giữa ban ngày. Chương 2162, thân ảnh quen thuộc. Diệp Oản Oản có thể khẳng định chỉ cần mình không giữ lại chút nào toàn lực đánh ra vị phó hội trưởng này không phải là đối thủ của nàng chỉ bất quá con ngươi diệp oản oản khẽ đảo một vòng ra vẻ không bịch lại thân hình liên tục trượt lui về phía sau ngươi trên mặt diệp oản oản lộ ra vẻ kinh hoàng thấy rõ ta không phải là đối thủ của ngươi đừng giết ta ta đi với ngươi nghe diệp oản oản nói vậy phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội cũng hơi sững sờ Lúc này hai người mới vừa giao thủ, hơn nữa, Nhiếp Vô Ưu cũng không rơi vào hạ phong, làm sao liền bỗng nhiên nhận thua. Nhưng mà, phó hội trưởng lại cũng không cảm thấy có bẫy hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn. Vậy thì ủy khuất cho Vô Ưu tiểu thư rồi, tự mình cầm lấy dây trói mình lại đi. Phó hội trưởng ném ra một sợi dây. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, vô cùng vâng lời, đem hai tay mình trói chặt. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, nơi này là nhiếp gia coi như ngươi vào đây, muốn dẫn ta rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Chốc lát nữa kinh động người của nhiếp ra, đừng nói dẫn ta đi, chỉ sợ chính ngươi cũng không đi được. Diệp Oản Oản nhìn phó hội trưởng, mở miệng nói. Nghe Diệp Oản Oản đe dọa, phó hội trưởng lại khẽ mỉm cười, một điểm này cũng không nhọc phiền đến vô ưu tiểu thư quan tâm. Phó hội trưởng dứt lời, trực tiếp đi tới sau lưng Diệp Oản Oản, đem một bức họa trên vách tường thư phòng rời đi chấm chấm chấm. Dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Diệp Oản Oản, vị phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội này lại có thể từ thư phòng nhiếp ra, mở ra một đường hầm bí mật. Trong thư phòng, làm sao lại sẽ có đường hầm bí mật? Hơn nữa, cái đường hầm bí mật này chắc là mới đào không lâu, tựa hồ là từ bên ngoài đào vào trong nhiếp ra. Ha ha, trước đó ta đã nói qua, mang theo vô ưu tiểu thư rời khỏi nhiếp ra, chuyện này cũng không khó khăn, đúng không? Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội mở miệng cười nói. Phó Đạo Liên Minh Công hội, quả nhiên lợi hại. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nàng phục rồi, lại có thể từ bên ngoài đào một cái đường hầm bí mật thấy mà giật mình, nối thẳng đến thư phòng Nhiếp gia. Thời khắc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách trước đó những vị đại lão đứng đầu độc lập châu kia đều từ bản bộ của mình không một tiếng động bị người ta bắt đi. Như thế xem ra, Phó Đạo Liên Minh Công hội đã sớm có chuẩn bị đây là dự mưu đã lâu. Xin mời, vội ưu tiểu thư. Phó hội trưởng võ đạo liên minh đứng ở một bên, để cho Diệp Oản Oản đi vào trong đường hầm trước. Đối với việc này, Diệp Oản Oản cũng không nói thêm gì, nhanh chân đi tiến vào đường hầm. Sau khi thấy Diệp Oản Oản tiến vào đường hầm bí mật, Phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội trong nháy mắt theo sau. Từ bên trong đường hầm bí mật, lần nữa hắn đem bức họa bao phủ lại, kín như áo trời. Vào giờ phút này, diệp oản oản đi ở phía trước khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười mang ý vị sâu xa phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội này cho là đã bắt được nàng nào ngờ ngay từ rất lâu lúc trước diệp oản oản đã định nghe theo kế hoạch của nhiếp vô danh chỉ cần kẻ chủ mưu sau màn vụ bắt cóc đám đại lão độc lập châu kia xuất hiện diệp oản oản sẽ nhận thua sau đó chủ động đi theo bọn chúng hơn nữa diệp oản oản đã thương lượng qua từ lâu cùng nhị thúc công đại trưởng lão không sợ minh và cả tư giả hàn nữa. Chỉ cần mình mất tích một ngày, đã nói rõ nàng đã chấp hành theo kế hoạch của nhiếp vô danh, cũng sẽ để lại đầu mối cho bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ trong ứng ngoài hợp. Ngày hôm sau, trên hải đảo nào đó, sau khi ném Diệp Oản Oản vào hải đảo, Phó hội trưởng võ đạo liên minh liền vội vã rời đi. Nơi này, chính là hải đảo nhốt kỳ tu nhiễm và đám người hải đường sao. Diệp Oản Oản mới vừa vào hải đảo, đánh giá chung quanh, nói lẩm bẩm trong miệng. Lúc này, khóe mắt Diệp Oản Oản liếc một cái, lại thấy phía trước không xa, một thân ảnh nho nhỏ đang cầm một cái cuốc, điên cuồng đào đất. Chương 2163, là cậu. Giờ phút này, Diệp Oản Oản hướng về bóng người nho nhỏ kia quan sát, chân mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Bóng lưng kia làm sao lại có cảm giác có chút tương tự Tư Hạ? Làm sao có thể làm sao mà tư hạ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này lúc này diệp oản oản đầy hoài nghi nhanh chân hướng về phía trước đi tới chỉ thấy một chàng trai đầu tóc rối bù trên mặt dính cho bụi trong lúc nhất thời diệp oản oản cũng không dám khẳng định tư hạ diệp oản oản hướng về phía chàng trai gọi một câu mang tính thăm dò diệp oản oản vừa dứt tiếng quả nhiên đứa con trai đang cầm lấy cái cuốc đào đất trong nháy mắt có phản ứng theo bản năng quay sang nhìn Diệp Oản Oản. Cô cô cô, là cô. Tư hạ nhìn Diệp Oản Oản chăm chầm, biểu cảm trên mặt hiển nhiên còn kinh ngạc hơn cả so với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, cái tên tư hạ làm sao lại lăn lộn thành bộ dáng này. Không, nói chính xác là, làm sao tư hạ sẽ xuất hiện tại độc lập châu, cũng bị bắt đến cái địa phương quỷ quái này. Dựa theo lẽ thường mà suy luận, cái hải đảo này cũng tương đương với một nhà lao, bên trong nhốt cơ hồ tất cả đều là người có mặt mũi của độc lập châu, nhưng tư hạ. Tại độc lập châu có uy tín danh dự, điều này tựa hồ có chút không giải thích được đi. Còn không đợi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, tư hạ nhấc cái cuốc trong tay lên, chậm chậm bước tới, đánh thẳng về phía Diệp Oản Oản. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản một tay nắm chặt cái cuốc tư hạ vung tới, lòng bàn tay phát lực, trong nháy mắt hất cả tư hạ lẫn cái cuốc văng ra ngoài. Cậu làm cái gì vậy? Diệp Oản Oản nhìn chầm chầm tư hạ, chân mày nhân lại, bất quá trong một cái chớp mắt thoáng qua đó, Diệp Oản Oản đã hiểu được đại khái. Lúc ở Hoa Quốc, Tư Vô Thiên bị nàng đào hố bắt giam ở cục cảnh sát, chỉ sợ tư hạ là muốn thay cha của mình báo thù. Diệp Oản Oản, cô điên rồi, cô còn miệng nó đánh tôi làm cái gì? Sau một hồi lâu, lúc này tư hạ mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Tư hạ, thật ra thì chuyện kia của cha cậu. Diệp Oản Oản nhìn tư hạ, đem ngọn nguồn nói ra hết đối với tư vô thiên diệp oản oản cũng không có biện pháp gì tư vô thiên muốn chơi chết chính mình nàng cũng không thể nào đưa mặt chờ người ta đánh chết huống chi hết thảy đều là tư vô thiên tự mình gánh chịu tội lỗi của hắn lại nói diệp oản oản vừa không hề đánh tư vô thiên cũng không mắng tư vô thiên chẳng qua chỉ thuận tay báo cảnh sát nhẹ một cái mà thôi chuyện này có thể trách ai tư bá ý nghe diệp oản oản giải thích Tư Hạ cười khổ, lắc đầu nói, đó là ông ta gieo gió gặt bão, ông ta phạm tội tại Hoa Quốc, bị bắt là rất bình thường. Cái này căn bản không có gì đáng nói. Tư Hạ có thể nghĩ như vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới yên lòng. Vậy mới vừa rồi cậu cầm cái cuốc tới đập tôi làm cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu. Ai còn mẹ nó dùng cái cuốc tới đập cô rồi chứ hả? Là tôi bỗng nhiên nhìn thấy người quen, tâm tình kích động hưng phấn. Có quỷ mới biết tôi bị giam tại chỗ chó chết này thời gian bao lâu. Tôi chẳng qua chỉ cầm lấy cái cuốc chạy tới chỗ cô, ai ngờ cô nổi điên gì gì, trở tay liền đánh tôi. Diệp Oản Oản, đúng rồi, làm sao cậu sẽ bị bắt đến cái địa phương quỷ quái này. Diệp Oản Oản mặt đầy quỷ dị nhìn Tư Hạ chằm chằm. Nghe tiếng, Tư Hạ thở dài, tôi trong lúc tình cờ biết được Độc Lập Châu còn có tư thị tồn tại. Cha tôi mất tích, tôi vốn là định tới Độc Lập Châu tìm ông ta. Chỉ bất quá, ở nửa đường xem tin tức mới biết, thì ra ông ấy ở Hoa Quốc mắc phải tội lớn bị bắt. Sau đó tôi dự định đi tới điểm khởi nguồn của tư thị nhìn một chút, bọn họ nói tôi là con của tội nhân gì đó. Diệp Oản Oản, cậu không hiếu kỳ vì sao tôi lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tư hạ hỏi. mươi 2164, cậu tiếp tục đi, không quấy dày. Có gì phải hiếu kỳ, sau khi đi tới độc lập châu khẳng định sẽ nghe qua đại danh của cô minh chủ không sợ minh của độc lập châu người nào không biết cô ẩn giấu rất sâu nha thật không nhìn ra tư hạ liếc diệp oản oản một cái đối với vấn đề này diệp oản oản cũng không tiếp tục nói thêm gì cả chút danh tiếng kia của nàng cũng không phải là danh tiếng tốt gì đúng rồi cậu bị bắt vào chỗ này khoảng chừng bao lâu rồi diệp oản oản nhìn tư hạ hỏi hơn hai tháng Khoảng đó, Tư Hạ trả lời. "Vậy, tình hình bên trong hẳn là cậu tương đối quen thuộc rồi." Ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên. "Cũng kha khá." Tư Hạ trả lời đúng sự thật. "Tốt lắm, nói cho tôi một chút, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, nhốt những người nào?" Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh Tư Hạ, rộn ràng truy hỏi. "Hiện tại cái gì nàng cũng không biết, đang cần phải tìm một người hỏi dò tình hình một chút." Nơi này là có thể xem như là tầng cuối cùng của ngục giam ngầm của võ đạo liên minh công hội của độc lập châu các người. Bất quá, tầng giam cuối cùng này không ở trong lòng đất, mà là ở trên hải đảo mà thôi. Tư Hạ giải thích. Nghe Tư Hạ nói, Diệp Oản oản như có điều suy nghĩ. Ai lại có thể dự đoán được, tầng ngục giam ngầm cuối cùng lại không nằm trong lòng đất, mà lại con miệng nó ở trên một hải đảo. Bất quá, hiện tại xem ra, mình đã đánh cuộc đúng. Nếu như tư giả hàn cũng không phát hiện hải đảo nơi võ đạo liên minh công hội dùng để giam giữ, có khả năng sự tình sẽ xuất hiện rắc rối không nhỏ. Nhưng giai đoạn hiện tại, Atula và không sợ minh, thậm chí còn là toàn bộ nhiếp gia đều đã phong tỏa mục tiêu ở trên hòn đảo nhỏ này. Chính mình chỉ cần phải phối hợp với những đại lão kia trên hải đảo, tạo thành thế trong ứng ngoài hợp, tuyệt đối có thể ung dung thoát ra. Tất nhiên, trước đó, nàng có lẽ phải đi làm quen với những vị đại lão kia một chút, nếu không, sợ rằng những người khác sẽ coi nàng là một kẻ bị bệnh thần kinh. Cậu ở đây cầm cái cuốc này làm gì vậy? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản cực kỳ quỷ dị nhìn chằm chằm cái cuốc trong tay Tư Hạ. "Đào một đường hầm chạy trốn?" Tư Hạ nói như thế. "Đào đường hầm?" Diệp Oản Oản giống như nhìn kẻ ngu một dạng, nhìn chằm chằm Tư Hạ, "Nếu như tôi nhớ không lầm, nơi này là hải đảo đi, cậu là đang dự định đào xuống 10.000 10 mét phía dưới biển sâu?" Tư hạ, tôi biết là hải đảo, nhưng vậy thì đã sao? Thư giãn giải phóng nỗi u uất, khó chịu trong lòng không được sao? Diệp oản oản, ô, vậy, cậu tiếp tục đào đi, không quấy dày. Tin tức không sợ Minh chủ Bạch Phong bị bắt lên hải đảo, bất quá chỉ vẻn vẹn nửa ngày, đã truyền khắp nơi. Ở trong nhà lao, hải đảo, này, ước chừng tốn thời gian mấy ngày, thông qua không ngừng cố gắng, Diệp Oản Oản đã thành công tụ tập, kết nối với những vị đại lão độc lập châu bị bắt trước đó. Từ sau khi phần lớn ký ức khôi phục, rất nhiều khuôn mặt, hồi ức đã hiện lên ở trong đầu của Diệp Oản Oản. Mà những vị đại lão bị bắt nhốt ở trên đảo này, phần lớn Diệp Oản Oản đều từng gặp qua, có một số người thậm chí đã từng quen biết. Cho nên đào hố, à nhầm, chém gió gần như thật vẫn tương đối thuận lợi. Ngày nào đó, trong phòng giam cũ nát, Diệp Oản Oản và ba người ngồi bên một chiếc bàn trên bàn là một bộ bài mới tinh, bốn phía đứng đầy các vị đại lão từng một thời hô mưa gọi gió tại độc lập châu. Mắt thấy những vị đại lão tai to mặt lớn, muốn gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời, giờ phút này tất cả đều ở cùng một chỗ xem đấu bài địa chủ đến nồng nhiệt, còn thỉnh thoảng chỉ điểm mách nước một phen. Hình ảnh này khiến Diệp Oản Oản thật sự là có chút giở khóc giở cười. Ha ha, tôi nói này Bạch Phong, đã nhiều năm không gặp như vậy, cô thay đổi thật lớn, suýt chút nữa đã không nhận ra được một người đàn ông trung niên, đánh ra một quân bài, chợt nhẹ giọng cười nói. chương 2165, Kỷ Hoàng trốn. Không sai, mấy năm nay Bạch Minh Chủ thay đổi thật lớn. So với ngày trước, càng dễ nhìn hơn. Đánh bài thì lo đánh bài, nói nhảm gì chứ? Chờ chút, ông ra cái gì? Diệp Oản Oản hỏi. Một đôi bảy nhỏ. Tôi nổ, Diệp Oản Oản tiện tay quăng ra, quả bom, bài đẹp. Bạch Phong, cô con miệng nó điên rồi chúng ta là một phe cô nổ bài tôi làm cái quỷ gì người đàn ông trung niên mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía diệp oản oản đừng nói nhảm có theo hay không diệp oản oản nói không theo địa chủ có theo hay không diệp oản oản tiếp tục hỏi theo không nổi một quân ba diệp oản oản khẽ mỉm cười bạch phong cô con miệng nó cô suy nghĩ cẩn thận đi chúng ta đánh cuộc chính là một tháng bưng trà rót nước không phải là đùa giỡn, người đàn ông trung niên chừng Diệp Oản Oản một cái. Nhưng cuối cùng, người đàn ông trung niên phát hiện, trong tay Diệp Oản Oản chỉ có một con bài lẻ, còn lại tất cả đều là quả bom, thuận lợi nổ, địa chủ thành bùn. Bạch Phong mới vừa gặp mặt đã tặng một món quà lớn như vậy, tôi phải bưng trà rót nước một tháng cho ba người các người, thích hợp sao? Một vị nam nhân trẻ tuổi trong đó hướng về Diệp Oản Oản nói sao bài địa chủ, ở đây có bốn người nên ba nông dân một phe, địa chủ một phe. Ở đây phe, nông dân của Diệp Oản Oản thắng do Oản Oản hết bài đầu tiên. Xem lại giải thích luật bài ở chép 1312. Đa tạ, đa tạ, vận khí tốt mà thôi. Diệp Oản Oản đong đưa hai chân, mặt đầy vẻ được nước. Tôi nhìn thấy vẻ mặt này của cô liền tức lên, nếu như không phải là có quan hệ tốt với cô, tôi nhất định sẽ trở mặt, hừ. Bất đắc dĩ, Nam nhân trẻ tuổi thở dài từng có thời gian tại độc lập châu thế lực của hắn và không sợ minh tính là thế lực đồng minh giao tình riêng giữa hắn và bạch phong cũng coi như là không tệ đúng rồi bạch phong tôi còn nhớ trước đó không phải là cô mất tích sao làm sao hiện tại cũng bị bắt đến cái địa phương quỷ quái này rồi nghe câu hỏi này diệp oản oản nhún hai vai một cái đây là một câu chuyện dài cho nên không nói thì hơn ngược lại đều bị bắt vào đây rồi có cái gì đáng nói đúng vậy bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy cô cũng không biết là nên cao hứng hay là mất hứng diệp oản oản đúng rồi bỗng nhiên diệp oản oản nhìn về phía mọi người thủ lĩnh thiên kiêu hải đường và cả kỷ hoàng mọi người có biết không nói nhảm hải đường và kỷ hoàng ai mà không biết một vị đại lão đứng yên một bên xem diệp oản oản và mấy người đánh bài địa chủ lên tiếng nói hải đường cách chúng ta bên này không xa tại khu a nơi này là khu B, kỷ hoàng tôi nhớ là cũng ở tại khu A kia. Bất quá, gần đây thật giống như đều không hề nghe được tin tức của kỷ hoàng. Phải không, sao tôi lại nghe nói, kỳ hoàng trốn. Kỷ hoàng trốn. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Hải đảo này cách đất liền chỉ sợ là 10 vạn 8 ngàn dặm, ai lại có thể trốn đi ra ngoài. Kỳ hoàng có thể chạy trốn, đua gì thế, bơi trở về sao. Lần trước tôi nhớ có một tên ngu xuẩn, muốn từ trên đảo chạy trốn, can đảm không tồi, trực tiếp xuống biển muốn bơi trở về. Kết quả bơi còn chưa được nửa đường, đã bơi vòng ngược lại rồi, còn phát hiện ra nơi dự trữ tài nguyên của võ đạo liên minh công hội. Cái tên nào lại ngu xuẩn đến như vậy? Diệp oản oản mặt đầy hiếu kỳ. Hình như là tên gì mà tư, hạ thiên hay là thu thiên gì gì đó, không rõ nữa. Diệp oản oản. Cho nên nói, hiện tại bộ bài chúng ta chơi, cũng là lấy từ trong kho tài nguyên ra hả?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. "Chuyện đó còn cần phải hỏi sao, chúng ta là bị bắt nhốt, chẳng lẽ người khác còn có thể ném theo một bộ bài cho chúng ta chơi?" Trừ bài ra, còn có thật nhiều thuốc men, đồ lỉnh kỉnh, ngược lại tiểu tử kia cũng coi như là lập công. Giờ phút này, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Chương 2166, cảm giác ngu ngốc bất bình thường. Chỉ bất quá so với cái gọi là kho tài nguyên, một chuyện khác cho khiến cho Diệp Oản Oản để ý, kỳ tu nhiễm. Từ trên hải đảo chạy sao? Lúc lên đảo, Diệp Oản Oản từng len lén quan sát, cơ hồ cho dù là đi thuyền từ đất liền cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Cho nên, kỳ tu nhiễm làm thế nào chạy trốn? Còn không đợi Diệp Oản Oản nghĩ sâu, một nữ nhân tóc dài tới hông chậm rãi đi vào. Sau khi cô ta nhìn thấy Diệp Oản Oản, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc tiểu phong. Lúc này, diệp oản oản hướng về phía sau quan sát người tới không phải là ai khác chính là hải đường thời điểm diệp oản oản vừa mới đến độc lập châu giả mạo không sợ minh chủ từng ở trong một buổi tiệc họp mặt các thế lực lớn ra mắt hải đường một lần mặc dù thời điểm đó hải đường cũng rất nhiệt tình nhưng diệp oản oản cũng chưa khôi phục lại ký ức cũng không biết được hải đường là ai cho nên cũng không trò chuyện nhiều cùng hải đường mượn cớ rời đi nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy hải đường tâm tình Diệp Oản Oản lại không giống với ngày trước. Cô gái này là bằng hữu tốt nhất của nàng tại Độc Lập Châu, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Buổi ban đầu khi không sợ Minh được sáng lập, cũng được Hải Đường hết sức giúp đỡ. Yo, Hải Đường tới rồi, tới hôn một cái. Một vị đại lão nhìn thấy Hải Đường, ánh mắt hơi sáng lên. Cút, Hải Đường lường gã ta một cái, chợt kéo lấy Diệp Oản Oản, dẫn Diệp Oản Oản đi ra ngoài. Hải Đường, Em vẫn luôn giữ như vậy, bá đạo như vậy. Anh yêu em đến chết cũng không đổi. Diệp Oản Oản, đây là nơi nào, đều không thể tạm quên nói chuyện yêu đương sao, cũng không tự nhìn lại tình cảnh bản thân đi. Đại lão đúng là đại lão mà, chính là loại có cảm giác ngu ngốc bất bình thường, không giống với người khác. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi theo hải đường, đi tới khu a hòn đảo này. Thông qua hải đường miêu tả, lúc này Diệp Oản Oản mới rõ ràng hải đảo tổng cộng chia làm ba khu lớn, bình thường người giữa các khu không lui tới lẫn nhau, cũng rất ít chạm mặt, theo thứ tự là dùng A, B, C để phân chia ba khu vực. Khu A trước mắt là khu mà đám người hải đường ở, mà chỗ Diệp Oản Oản mới vừa đánh bài là khu B, mà đường đến khu 100, tương đối xa hơn rất nhiều, ở một bên khác của hải đảo. Làm sao cô sẽ bị bắt vào đây? Hải đường nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, vội vàng hỏi. Trước không nói chuyện này, hải đường kỳ tu nhiễm đâu diệp oản oản hỏi tu nhiễm anh ấy đã rời khỏi hòn đảo này rồi hải đường trả lời nghe hải đường nói vậy diệp oản oản mặt đầy mộng bức thật đúng là chạy rồi sao kỳ tu nhiễm là như thế nào làm được không thể nào làm thế nào anh ấy chạy trốn ra ngoài diệp oản oản hỏi kỳ tu nhiễm là ai chứ một hòn đảo nhỏ như vậy mà muốn vây khốn anh ấy chỉ sợ không dễ dàng hải đường cười đáp vậy sau khi kỳ tu nhiễm chạy trốn liền không quay lại nơi này rồi sao diệp oản oản thần sắc đầy nghi ngờ dựa theo tính cách của kỳ tu nhiễm hẳn là sẽ không bỏ rơi bằng hữu của mình kỳ tu nhiễm nói rồi võ đạo liên minh công hội có khả năng cũng không có tâm tư hại chúng ta cho nên bảo mọi người tạm thời không cần lo lắng hải đường nói diệp oản oản suy nghĩ của kỳ tu nhiễm rất là đặc biệt nha đều đã bị nhốt lại trên hải đảo rồi lại còn không có tâm tư hại bọn họ nhưng mà nghĩ lại võ đạo liên minh công hội tại sao lại không trực tiếp giết bọn họ ngược lại phải đem mọi người nhốt tại trên đảo mục đích võ đạo liên minh làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì đúng rồi nơi này có một bức thư kỳ tu nhiễm bảo tôi giao lại cho cô sau một hồi trầm tư hải đường lấy ra một phong thư đưa cho diệp oản oản không phải chứ kỳ tu nhiễm biết tôi sẽ bị bắt vào đây thân sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, kỳ tu nhiễm chẳng lẽ là thầy bói biết trước được tương lai sao? chương 2167, Bí mật trong thư Nói chung cũng không phải là tính ra cô sẽ bị người ta bắt vào đây. Phong thư này, vô luận là cô đi vào cũng được, hoặc là tôi đi ra ngoài cũng được, cũng đều phải giao cho cô. Hải đường giải thích, Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều, đem tờ giấy mở ra. Không thể không nói, anh chàng kỳ tu nhiễm này có nét chữ thật là đẹp, so sánh với chữ mình tự viết, hoàn toàn chính là bùa vẽ quỷ. Sự việc dòng chính, chưa có điều tra nữa, nhớ lấy. Thật ra thì, anh cũng không có mộng tưởng gì lớn lao, chỉ muốn có một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút buôn bán lẻ, bình thản sinh hoạt. Mấy câu nói ngắn ngủn, làm cho Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Không để cho nàng tiếp tục điều tra dòng chính, còn nữa, một mẫu ruộng tốt. Cơm canh đạm bạc, này, xin hỏi có vị thiên thần nào có thể ở trên trời bay xuống nói cho mình biết, phong thư này của kỳ tu nhiễm, rốt cuộc là có ý gì, lại muốn biểu đạt cái gì? Tại sao không để cho nàng điều tra dòng chính? Còn nữa, cơm canh đạm bạc là ý gì chứ, nàng hoàn toàn xem không hiểu có được không? Lui người ngàn bước mà nói, cho dù là có lý do, vậy thì lý do này, tối thiểu cũng phải nói ra đi chứ. Thấy thần sắc diệp oản oản đầy quỷ dị. Hải Đường hiếu kỳ hỏi, "Sao vậy? Viết cái gì vậy?" "Hải Đường, phong thư Kỳ Tu Nhiễm giao cho tôi này, cô chưa từng xem sao?" Diệp Oản Oản hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Hải Đường lắc đầu một cái, "Chưa bao giờ xem. Phong thư này là Kỳ Tu Nhiễm đưa cho cô, làm sao tôi sẽ chưa có được sự đồng ý của cô đã tự mình đi xem?" Đối với nhân phẩm của Hải Đường, đương nhiên Diệp Oản Oản sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào. Lúc này Diệp Oản Oản đem phong thư trong tay đưa cho Hải Đường, Hải Đường, tự cô nhìn một chút. Hải Đường thần sắc nghi ngờ, nhận lấy bức thư kỳ tu nhiễm viết. Chỉ chốc lát sau, chân mày Hải Đường hơi hơi nhíu lại. Cô, có thể xem hiểu kỳ tu nhiễm muốn biểu đạt cái gì sao? Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường hỏi. Chuyện này, thực sự là tôi không biết. Hải Đường lắc đầu một cái. Đang êm đẹp, vì sao kỳ tu nhiễm lại đột nhiên nhắc tới dòng chính? hơn nữa, một mẫu ruộng tốt, làm chút buôn bán lẻ, cơm canh đạm bạc. Lại là có ý gì? Đoạn văn này và yêu cầu Diệp Oản Oản không nên tiếp tục điều tra dòng chính, dường như cũng hoàn toàn không cách nào liên hệ được với nhau. Diệp Oản Oản có chút vô cùng bất đắc dĩ thở dài, kỳ tu nhiễm đây là đang cho nàng chơi giải mật thư sao? Chỉ tiếc, chỉ số thông minh của nàng có hạn, thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là kỳ tu nhiễm muốn truyền đạt tin tức gì cho chính mình. Thật ra thì, nói thẳng ra không phải là tốt rồi sao? Kỳ Tu Nhiễm còn có lời gì lưu lại cho tôi không? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Thứ này ngược lại không có, bất quá, lúc ban đầu suy luận, Kỳ Tu Nhiễm đã từng nói, nhất định có một người bí ẩn ở sau màn đạt thành liên hệ nào đó cùng với dòng chính. Mà người bí ẩn kia, hẳn không phải là người của dòng chính, nhưng lại ở sau lưng sai sử, thậm chí lợi dụng dòng chính đi hoàn thành một số chuyện nào đó. Chỉ sau một thoáng trầm tư, Hải Đường mở miệng nói. "Người bí ẩn?" Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, là cái người bí ẩn mà ban đầu Tam trưởng lão từng nói, nhiếp linh lung đêm tối đi gặp, cũng là cái gã vẫn luôn muốn cướp đoạt chiếc nhẫn của mình. Người bí ẩn kia có phải là thế lực dòng chính hay không, hay là đang lợi dụng dòng chính? Một điểm này, Diệp Oản Oản không dám khẳng định, cũng không rõ ràng. Nhưng, có một chuyện Kỳ Tu Nhiễm suy đoán lại hoàn toàn không sai. Người bí ẩn đúng là thông qua dòng chính để cho người của dòng chính tới cướp nhẫn của mình. Mà dựa theo suy luận của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản lại suy luận ra một ít chuyện khác. Người bí ẩn này nhất định biết chiếc nhẫn nàng đeo tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử vong hoa hồng. Nắm giữ chiếc nhẫn này, liền có thể khởi động Tử vong hoa hồng, trở thành Eric Tử vong hoa hồng một đời mới. Chương 2168, điểm mấu chốt. Nhưng mà, một ít tin tức trước đó Diệp Oản Oản từ chỗ mẹ của bác đầu biết được cũng coi như là hữu dụng. Chiếc nhẫn này, chỉ có người của Tử vong Hoa hồng mới biết là đại biểu cái gì. Lấy được chiếc nhẫn liền tương đương trở thành người lãnh đạo một đời mới của tổ chức. Hoặc cũng có thể phải là người có giao tình không cạn với Tử vong Hoa hồng mới biết được. Nói cách khác, người thần bí kia nhất định là không xa lạ gì đối với Tử vong Hoa hồng. Trong lúc Diệp Oản Oản đang trầm tư, Hải Đường nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ giọng hỏi, nghĩ ra cái gì sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, còn chưa ra. Chỉ là từ những thông tin này, quy kết cho một người nào đó, chính là nói vớ vẩn vô căn cứ. Đừng nói là quy kết khoanh vùng ai, thậm chí trước mắt mà nói, người bí ẩn này, đến tột cùng là nam hay là nữ, là già hay trẻ, cao thấp mập ốm, Diệp Oản Oản đều hoàn toàn không biết. Trước mắt, khiến cho diệp oản oản đau đầu nhất chính là bức thư kỳ tu nhiễm để lại cho nàng rốt cuộc có quan hệ đến người bí ẩn này hay không nếu như không có kỳ tu nhiễm muốn biểu đạt cái gì nhưng nếu như có vậy rốt cuộc là có hàm nghĩa gì nhằm vào cái gì giờ phút này quả thật là diệp oản oản đầu to như cái đấu hải đường còn có đầu mối gì khác sao diệp oản oản nhìn về phía hải đường hỏi hiện nay từng chút từng chút kỳ tu nhiễm lưu lại cũng có thể sẽ là mấu chốt. Diệp Oản Oản không muốn bỏ sót bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Ừm, trước đó tại lúc kỳ tu nhiễm suy luật, có chút tâm thần bất an, thậm chí là phiền não. Viết rất nhiều thứ, nhưng đều bị anh ấy xé nát. Hải đường hướng về Diệp Oản Oản nói. Những tờ giấy bị xé nát kia, vẫn còn sao? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Không hiểu vì sao, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy, trong tờ giấy bị kỳ tu nhiễm xé nát, rất có thể sẽ lưu lại đầu mối có giá trị gì đó. Còn chưa tiêu hủy, tôi dẫn cô đi. Rất nhanh, Diệp Oản Oản theo hải đường đi tới kho tài nguyên. Đây chính là kho tài nguyên tư hạ phát hiện. Diệp Oản Oản quan sát chung quanh, thần sắc kinh ngạc. Cô biết cái tên tư hạ đó. Hải đường thuận miệng hỏi. Ừ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Hắn vận khí không tệ, phát hiện kho tài nguyên dự trữ này, bên trong có thật nhiều thứ hữu dụng nhiều nhất chính là thuốc men hải đường cười nói trong lúc nói chuyện hải đường đem những tờ giấy vụn bị kỳ tu nhiễm xé nát toàn bộ mang tới nhìn những tờ giấy bị kỳ tu nhiễm xé nát diệp oản oản có chút cạn lời đúng là xé nát quá nát chúng ta đem những tờ giấy này một lần nữa ghép lại đi nhìn xem có thể lấy được tin tức hữu dụng gì không hải đường nói được trong lúc nói chuyện diệp oản oản và hải đường đã bắt đầu động thủ sau một khoảng thời gian, Diệp Oản Oản và Hải Đường nhìn nhau không nói gì. Chuyện này nhìn như đơn giản, kỳ thực là một công trình vĩ đại. Nếu như muốn đem những tờ giấy bị xé tan tành này ghép lại hoàn hảo, cũng không dễ dàng. Nhưng điểm duy nhất đáng để ăn mừng chính là, chữ viết của kỳ tu nhiễm vô cùng ngay ngắn vuông vức, có xác suất nhận ra được rất cao. Khích, thật may, nếu như thứ này là do tôi viết, coi như là Chúa Giêsu tới, phỏng trừng cũng tay trắng trở về. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Hải Đường khẽ mỉm cười. Suốt một đêm, từ giữa trưa đến sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Oản Oản và Hải Đường một đêm chưa từng chập mắt, rốt cuộc đem tờ giấy bị kỳ tu nhiễm xé nát lần nữa ráp thành bộ dáng đại khái nguyên bản. Nhưng mà, nhìn những gì kỳ tu nhiễm viết ở trên tờ giấy, Diệp Oản Oản lại càng thêm mộng bức. Đừng nói là Hải Đường không nhìn ra, về sau, sợ là kêu ai tới nhìn cũng đều vô dụng. Nội dung kỳ tu nhiễm viết, đúng là có chút hàm nghĩa, nhưng hàm nghĩa sau lưng của những chữ này đại biểu cho cái gì, căn bản là không ai hiểu được. Lại có thể sẽ là như vậy, chẳng lẽ thuật thôi miên mất hiệu lực sao? Hay là bởi vì thôi miên thời gian quá dài, cho nên lần nữa nhớ lại hết thảy, rốt cuộc trở về rồi. Đọc nội dung trên tờ giấy, Diệp Oản Oản không cách nào lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lại bắt được mấy điểm mấu chốt. Thuật thôi miên, thời gian lần nữa nhớ lại. Trở lại. chương 2169, chắc chắn không có ý tốt. Diệp Oản Oản và Hải Đường nhìn chằm chằm chữ viết chắp phá, nghiên cứu hồi lâu, đáng tiếc không thể nhìn ra manh mối gì. Sắc trời dần dần chuyện muộn, Hải Đường chỉ có thể trước tiên đưa Diệp Oản Oản trở về khu B, thảo luận kỹ hơn. Hai người mới vừa đi tới trước cửa phòng giam, vừa vặn gặp phải tư hạ vác quốc trở về diệp oản oản nhìn bộ dáng mặt mày xám xịt của tư hạ nhớ lại năm đó hắn ở bên trong trường thanh hòa được tôn sùng là hot boy nam thần mê đảo vô số thiếu nữ không khỏi than thở một câu chuyện cũng nghĩ lại mà kinh đây quả thực không mắt thấy không tin tư hạ nhìn một cái bộ dáng này của diệp oản oản liền biết nàng tái phát bệnh cũ mê trai đẹp lau cho trên mặt hư lạnh một tiếng mở miệng nói đều đã đến loại địa phương này còn quản cái túi da này ngài thật là có chút nhàn hạ thoải mái Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, vậy thì đã sao? Coi như đến trước máy chém hành hình, quan sử chém đẹp trai một chút, tôi đây có tèo cũng thoải mái hơn một chút, không đúng sao? Tư hạ, ngay cả hải đường ở một bên, mặt cũng đầy vẻ cạn lời. Ba người trước sau tiến vào phòng giam lớn. Tư hạ tới nơi này đã tương đối lâu rồi, cộng thêm hắn lập công lớn, phát hiện kho tài nguyên, mới vừa đi vào liền có đại lão nhiệt tình hướng về phía hắn chào hỏi, ôi chao, Tư Xuân đã trở lại rồi. Hôm nay có thu hoạch gì sao? Diệp Oản Oản nghe được một tiếng kêu này, suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, Tư. Tư Xuân, Tư Hạ mới vừa nghe được hai chữ này liền không thể nhịn được nữa trực tiếp bùng cháy rồi, lão tử gọi là Tư Hạ. Tư, Hạ, cái lão già ngốc nghếch này, lão tử đã nói mấy lần rồi. Đại lão vừa đánh bài cùng người đối diện vừa cười ha hả, ui chao, Xuân Hạ không đều không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Rốt cuộc không sai biệt lắm chỗ nào. Nhìn bộ dáng biệt khuất của tư hạ, Diệp Oản Oản đang âm thầm buồn cười, bên cạnh đột nhiên có một vị đại lão nhìn quen mắt đi về phía nàng. Người tới buộc tóc thành một cái bím ở sau ót, trên cầm để một chùm dâu dây nhỏ, Diệp Oản Oản nhận ra đây là môn chủ tứ hải môn, triệu cao. Ha ha, bạch minh chủ, đã lâu không gặp, triệu cao cười một tiếng, bắt chuyện. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên cười đáp lại một tiếng, quả thật đã lâu không gặp, triệu môn chủ vẫn khỏe chứ? Ha ha, vẫn khỏe chứ? Bạch Minh chủ, mạo muội quấy dày, hà lão đại có lời mời. Triệu cao làm ra tư thế mời. Diệp oản oản theo bản năng mà thuận theo tầm mắt của triệu cao nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc ghế da cũ nát duy nhất coi như chất lượng không tệ trong phòng giam, có một người đàn ông đang ngồi. Người này bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi, hai con người đục ngầu, lộ ra một vẻ âm trầm khiến cho người ta rất là không thoải mái nhất là ánh mắt lúc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, giống như là một con rắn độc đang theo dõi con mồi. Diệp Oản Oản cố gắng nhớ lại một phen, người nọ là Lão Đại Hồng An Bang, Hà Biêu. Hồng An Bang này so ra với các bang phái nổi danh khác, từ trên thực lực chỉnh thể mà nói, thật ra thì cũng không có ưu thế quá lớn. Bất quá, dưới tay của gã Hà Biêu này lại có một nhánh tiểu đội lính đánh thuê tinh nhuệ danh chấn toàn bộ độc lập châu, vì vậy nên không ai dám trêu chọc. Cái tiểu đội này là do Hồng An bang đời đời truyền xuống, thậm chí đã từng có một đời phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội đều chết ở trong tay tiểu đội ám sát này. Diệp Oản Oản tới nơi này đã mấy ngày, đều tính là bình an vô sự, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại sẽ có thể chủ động tìm nàng. Thấy Hà Biêu muốn tìm Diệp Oản Oản nói chuyện, trong phòng giam an tĩnh, một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều âm thầm nhìn về phương hướng của hai người. Vô ưu, cẩn thận một chút, cái tên Hà Biêu, chắc chắn không có ý tốt. Diệp oản oản cho hải đường một ánh mắt bình tĩnh chứa nóng, ngay sau đó chậm rãi đi về phía Hà Biêu, không biết Hà Lão Đại có gì chỉ giáo. chương 2170, cho tới bây giờ chưa từng thua. Hà Biêu dứt khoát hẳn hoi ngồi dựa ở trên ghế, ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát ở trên người Diệp oản oản, nghe nói bạch minh chủ mấy ngày nay chơi đùa thật là vui vẻ. Diệp oản oản cười một tiếng, tạm được đi. Hà Biêu, vậy thì có hứng thú hay không cùng ta vui đùa một chút diệp oản oản hà lão đại muốn chơi cái gì hà biêu chơi cái gì cũng được bạch minh chủ ngươi quyết định tiền đặt cuộc thì sao diệp oản oản lại hỏi hà biêu cười một tiếng ha ha tiền đặt cuộc rất đơn giản nếu như là bạch minh chủ ngươi thua ta cũng không muốn làm khó ngươi trên đảo này tịch mịch ngươi ngủ với ta mấy đêm là được rồi trong nháy mắt khi hà biêu rước tiếng hai con người diệp oản oản đột nhiên híp lại Ngoá, một bên tư hạ khẽ nguyền rủa một tiếng hải đường cũng đổi sắc mặt trên đảo này người bị bắt tới tất cả đều là đại lão độc lập châu mà bên trong đại lão lại là nam nhân chiếm đa số nữ nhân cực ít coi như là có loại có đẳng cấp giống như hải đường tất cả đều không chọc nổi không ai dám có ý đồ diệp oản oản coi như không sợ minh chủ những người đó tự nhiên cũng đều không dám tùy tiện động tâm nhưng mà, ở trên một hòn đảo kín như vậy, bị nhốt lâu như vậy, không có chút hy vọng chạy thoát, mặt ác nhất của nhân tính sớm muộn cũng sẽ bị kích thích ra. Cuống chi Diệp Oản Oản còn dậy thì thành công, có một khuôn mặt đẹp đến, nguy hiểm, như vậy. Nghe được lời của Hà Biêu, bên cạnh một đám đại lão vây xem nhất thời xôn xao một mảnh. Ta nhổ vào, cái tên Hà Biêu này, đủ hung mãnh à nha, ngay cả Bạch Phong đều dám đánh chủ ý. Bất quá cũng khó trách, nữ lớn 18 biến, bây giờ gương mặt đó của Bạch Phong thật sự là... Chật chật chật, ha ha ha, các người đoán xem Bạch Phong có thể đáp ứng hay không? Ta thấy khó, coi như là Bạch Phong, dầu gì cũng là một người phụ nữ. Loại đánh cược này, sợ là sẽ không dễ dàng đáp ứng chứ. Hải đường tức giận chừng hà biêu một cái, ngay sau đó vội vàng kéo diệp oản oản một cái, vô ưu chớ cùng hắn đánh cược. Cái tên hà biêu này, cáo giả giảo hoạt, Cô không chơi thắng hắn đâu. Cái gã Hà Bưu này, Diệp Oản Oản cũng có chút hiểu. Những thứ bình thường mà bọn họ chơi, đối với hắn mà nói tất cả đều là trò trẻ con, Diệp Oản Oản tuyệt đối không chơi thắng hắn. Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ chuyển, chợt nhìn về phía Hà Bưu mở miệng nói, "Hà bang chủ, người mới vừa nói, đánh cuộc gì tùy ý ta thật sao?" Hà Bưu lộ ra một nụ cười xảo trá, "Không sai, đánh cuộc gì tùy ngươi." Nhưng mà điều kiện đánh cuộc tiên quyết phải là tuyệt đối công bằng. Diệp Oản Oản âm thầm cười lạnh, quả nhiên là lão cáo giả giảo hoạt. Được, ta đánh cược với ngươi, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, cơ hồ toàn trường xôn xao. Vô yêu, cô điên rồi, hải đường kinh hô thành tiếng. Tư Hà cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ có thể đáp ứng, đệt. Nữ nhân điên, cô làm gì vậy, sao lại đáp ứng hắn? cô có biết cái tên này là ai chăng? Hắn tới nơi này lâu như vậy, từ trước tới giờ chưa từng thua. Ánh mắt Hà Biêu nhìn Diệp Oản Oản tràn ngập hưng phấn và hứng thú, vỗ vỗ tay, chăm nghe không bằng gặp mặt, Bạch Minh chủ quả nhiên có dũng khí. Diệp Oản Oản hướng về hải đường và tư hạ nhìn một cái, hai người các người đừng kích động như vậy được không, nói không chừng tôi sẽ thắng đấy. Tư hạ giận đến không thôi, thắng cái rắm, đều đã nói với cô cái lão già này cáo già giảo hoạt rồi, chính cô không biết lai lịch cái gã hà biêu này sao? Diệp Oản Oản vỗ bả vai của Tư Hạ một cái, lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh, thua lại không bắt cậu ngủ cùng hắn. Huống chi, thật là trùng hợp, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thua. Tư Hạ, cô, hai con người hà biêu lộ ra tinh quang, vậy, hiện tại bắt đầu. Diệp Oản Oản dừng một chút, mở miệng nói, khoan đã, nếu như ta thua, ta ngủ với người mấy đêm, vậy nếu như ta thắng thì sao? Hà Biêu dường như cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Diệp Oản Oản sẽ thắng, nghe vậy sướng sờ, ngay sau đó mở miệng hỏi, người muốn như thế nào? Ánh mắt Diệp Oản Oản vòng một vòng ở bên hông Hà Biêu, ngay sau đó nói, nếu như là ta thắng, ta muốn. Bạch hổ lệnh của ngươi. chương 2171, hết lần này tới lần khác không biết xấu hổ. Bạch hổ lệnh chính là lệnh bài điều động tiểu đội ám sát của Hồng An Bang. Tiểu đội ám sát kia chỉ nhận lệnh bài không nhận người, cho nên chỉ cần có thể cầm được lệnh bài này, liền có thể điều động tiểu đội kia. Hà Biêu nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tiểu nha đầu, khẩu khí người thật là lớn nha. Diệp Oản Oản cười ha hả đáp, Hà Lão Đại, tại trên hòn đảo cô quạnh này, chúng ta không ra được, người bên ngoài lại không vào được, mà lại nói không chừng ngày nào đó chúng ta có khả năng liền bị giết rồi. Những thứ này thật ra thì đều là vật ngoài thân, người cầm lấy cũng không có tác dụng gì lại nói, vẫn là ta thua thiệt đấy. Thật ra thì lời này của Diệp Oản Oản ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Oản Oản nói xong nháy mắt một cái, làm sao? Hà bang chủ ngài không phải là, không dám chứ. Hà Biêu cười lạnh một tiếng, Bạch Minh chủ không cần dùng phép khích tướng, ta đáp ứng ngươi. Nếu như là ngươi thắng rồi, ta liền đem Bạch Hổ lệnh này cho ngươi. Chỉ cần, ngươi có bản lãnh này. Hà Biêu nói xong liền cởi xuống lệnh bài bên hông, phịch một tiếng vỗ vào trên chiếc bàn bên cạnh, ngay sau đó đảo mắt nhìn một vòng nói, như thế, bây giờ có thể bắt đầu đi. Chư vị ngồi ở đây cũng coi như là làm chứng cho chúng ta. Cái tên Hà Biêu này, còn rất sợ nàng đổi ý, nên kéo một đám đại lão làm chứng. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, được, để cho ta suy nghĩ một chút đánh cuộc gì. Hải đường mắt thấy Diệp Oản Oản trực tiếp đồng ý, ở bên cạnh gấp đến độ không thôi, làm sao cô lại đáp ứng rồi, hiện tại biết làm sao đây, cô muốn so cái gì. Coi như là luận về sức mạnh vũ lực, cô cũng không nhất định có thể hơn được hắn đâu. Tư hạ sạm mặt lại nói, những thứ đánh bài, đổ xúc sắc cấp thấp kia cô càng đừng suy nghĩ tới. Diệp oản oản khẽ xì một tiếng, tôi cũng sẽ không đánh cược những thứ đổ trẻ con đấy. Một bên, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi mà nhìn về phía Diệp oản oản, muốn biết nàng rốt cuộc chuẩn bị đánh cuộc gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, luận về đạo hạch diệp oản oản không có khả năng chơi qua hà biêu độc lập châu hơn phân nửa sòng bạc đều là sản nghiệp của hồng an bang hắn chính là thủy tổ đánh cuộc diệp oản oản một tiểu nha đầu hai mấy tuổi làm sao có thể chơi thắng hắn bạch minh chủ nghĩ được chưa hà biêu dù gấp nhưng vẫn ung dung hỏi ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn con mồi đã thuộc về mình diệp oản oản hơi suy nghĩ một chút ngay sau đó gật đầu một cái được rồi ta đã nghĩ xong Diệp Oản Oản đi qua đi lại chốc lát, ngay sau đó dừng chân lại, nhìn chằm chằm Hà Biêu, khóe miệng thoáng giãn ra, giòn giã mở miệng nói, ta liền đánh cược. Đánh cược Hà Bang chủ ngài, không, dám, ăn, cứt. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn bộ phòng giam cơ hồ tính mịch một mảnh. Diệp Oản Oản cười hít mắt tiếp tục nói, nếu như là Hà Bang chủ ngài quả thật đúng như ta nói, không dám ăn cứt, ta đây liền thắng. Dĩ nhiên rồi, nếu như hà bang chủ ngài dám ăn cứt mà nói, ta đây liền thua rồi. Thế nào, công bình chứ? Hải đường, tư hạ, hà biêu, triệu cao, các vị các đại lão đứng hóng. Ngươi, hà biêu soạt một cái đứng lên, dùng sức đánh nát tan chiếc bàn bên cạnh, bạch phong. Ngươi lại dám đùa bỡn ta. Diệp oản oản khẽ nhíu mày, hà bang chủ, ngài, xem lời nói này của mình. Quy củ là, ngài, định, ta hoàn toàn là dựa theo quy củ, ngài, đặt ra để chơi, làm sao có thể là đùa bỡn ngươi chứ? Ngươi chỉ cần ăn cứt là có thể thắng ta rồi, vô cùng công bình ngài nha. Diệp oản oản đảo mắt nhìn một vòng, nhiều đại lão làm chứng như vậy, ngài sẽ không phải là. Muốn xù nợ chứ, mọi người nhanh đến phân xử giúp ta. Hà bang chủ là lão đại lớn như vậy, đánh cuộc cùng ta lại có thể đổi ý. Mọi người, bọn họ phân xử cái giam á, có người không biết xấu hổ như vậy sao? Nhưng mà, mặc dù nàng không biết xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không có biện pháp phản bác nàng. Ngay cả hải đường và tư hạ đều trợn tròn mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể bày ra loại chiêu trò hại não kiểu này. Diệp oản oản lắc đầu than thở, lẩm bẩm tự nhủ, hít, rõ ràng là mình có thể dựa vào mặt kiếm cơm, nhưng lại hết lần này tới lần khác. Không biết xấu hổ. Tư hạ. Hải đường. mươi 2172, vô sỉ đến nông nỗi này. Vào giờ phút này, Hà Bưu mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Hắn vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này sẽ có tâm cơ như thế. Nguyên bản, cái Hà Bưu gọi là đánh cược, là ám chỉ mấy trò mặt trước lắc xí ngầu, bầu cua thông thường, cho nên mới nói với Diệp Oản Oản để cho Diệp Oản Oản vì tiện chọn. Nhưng mà không nghĩ tới, lại để cho Diệp Oản Oản chui vào chỗ hở. Chơi chữ đúng quy đúng củ lại khiến Hà Biêu trở thành phía bị động. Thế nào, Hà Lão Đại, người rốt cuộc là ăn, hay là không? Diệp Oản Oản thần sắc lãnh đạm bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hà Biêu, khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản chắc chắn cái tên Hà Biêu này tuyệt đối không dám thắng. Không nói đến bản thân Hà Biêu có thể ăn được hay không. Nếu như Hà Biêu trước mặt của mọi người, thật sự ăn cứt, sau này trở lại độc lập châu, Hà Biêu cũng không có khả năng sẽ còn chỗ đứng. Mà thế lực của Hà Biêu, tin rằng từ nay về sau cũng sẽ phân băng chia rẽ. Tin rằng không có một thành viên thế lực nào, nguyện ý đi theo một lão đại vì muốn ngủ với một người phụ nữ mà đi ăn cứt. Cho dù cho tới bây giờ Hà Biêu không hề cho rằng bọn họ có thể chạy ra khỏi hải đảo này, chuẩn bị lưu lại chỗ này cả đời, nhưng nếu như ăn cứt ở trước mặt mọi người, sau này coi như là ở trên hòn đảo này, chỉ sợ cũng rất khó lăn lộn tiếp được nữa. Hà lão đại, nói gì đi chứ? Thấy Hà Biêu một mực yên lặng không nói, Diệp Oản Oản cười lạnh thúc giục. Bạch Minh Chủ, cho nên, người thật sự cho là, người thắng chắc sao? Hà Biêu lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hà Lão Đại, người nói lời này là sao? Ta thắng hay không, đây không phải là chờ vào ý của ngươi sao? Nếu như ngươi thực sự ăn cướp rồi, ta đây cũng chỉ có thể nguyện ý thua cuộc. Khuôn mặt Diệp Oản Oản như thể không thành vấn đề. Nghe Hà Biêu nói vậy, mọi người tại đây thần sắc kinh ngạc một số đại lão có chút quan tâm đến Hà Biêu, từng người chố mắt nhìn nhau. Cái tên Hà Biêu này, chẳng lẽ thật muốn thắng sao? Tuy nói, Hà Biêu muốn thắng thật sự rất dễ dàng. Nhưng mà, nếu quả như thật sự thắng rồi, chẳng những sẽ không trở thành vinh dự của Hà Biêu, ngược lại sẽ là vết nhơ cực lớn không thể nào xóa nhòa trong cuộc đời hắn sau này. Chỉ là bởi vì muốn để cho một nữ nhân ngủ cùng hắn một đêm, lại định đi ăn cứt đừng nói loại đại nhân vật hiền hách nổi danh độc lập châu giống như Hà Biêu này coi như là người bình thường cũng sẽ không nguyện ý làm loại chuyện như vậy đi. Ta nói này Hà Biêu, chẳng lẽ người thật sự dự định thắng sao? người còn miệng nó nếu như thật ăn ấy, rồi sau này đừng nói nhận biết lão tử, lão tử cũng không có bằng hữu đáng sỉ nhục như vậy. một vị đại lão lướt Hà Biêu một cái, Chu Lão đại nói đúng, Hà Biêu, ta thấy cái bạch hổ lệnh kia của ngươi liền cho bạch minh chủ đi liền như vậy. Ngược lại chúng ta cũng không ra được, người giữ lấy bạch hổ lệnh của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện này ngươi nên ngàn vạn lần nghĩ thông suốt. Vào giờ phút này, Hà Biêu liếc qua mấy người một cái, bạch hổ lệnh không quan trọng, ta chưa bao giờ thua qua. Còn không đợi mấy đại lão khác mở miệng, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hà Biêu, lạnh giọng cười nói, Hà Lão Đại. Trước dường như ta cũng đã nói, cho tới bây giờ ta cũng đều chưa từng thua. Ngươi, thật sự nắm chắc như vậy sao? Hà Biêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước. Nghe Hà Biêu nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, mặt đầy nụ cười lạnh giá, nói như vậy, Hà Biêu lão đại là chuẩn bị thắng rồi hả? Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi. Lúc này, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người bốn phía một vòng, vậy. Vị lão đại nào đang thuận đường, giúp tạo cho Hà Biêu lão đại có chút chút đồ nóng hổi, thuận tiện bốc ăn. Ngươi! Hà Biêu nhất thời giận dữ. Hà Biêu hoàn toàn không cách nào lý giải, nữ nhân này, làm sao sẽ vô sỉ đến nông nỗi này. chương 2173, kính ngươi là một hán tử. Ta, Diệp Oản Oản hiếu kỳ nói, ta thì sao, ta cũng là giúp Hà Lão Đại ngài cân nhắc mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như Hà Lão Đại không thích ăn đồ mới, vậy. Không tươi, cũng được nha, ta đều tùy ý ngươi. Giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, không khỏi lắc đầu. Danh tiếng không sợ minh chủ này, đúng thật là không phải nói chơi. Ngay cả loại đại lão cáo già lâu năm như Hà Biêu, sợ rằng đều sẽ phải thua ở trong tay của Bạch Phong. Cái tên Hà Biêu này cũng quá đáng thương, tuy nói là phương diện đánh cược này cho tới bây giờ chưa từng thua, nhưng... Trình độ không biết xấu hổ này, chỉ sợ so với không sợ minh chủ, kém 10 vạn 8 ngàn dặm còn nhiều hơn gấp đôi. Suy nghĩ kỹ một chút, tại độc lập châu, không sợ minh kia là dạng tồn tại gì. Tiếng xấu rõ ràng, quả thực là loại chuột chạy qua đường người người kêu đánh, sát thương cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Nói lớn chuyện ra, không sợ mình có thể lên trời xuống đất. Nói nhỏ chuyện đi, trộm vặt móc túi, không sợ mình cũng làm không ít. Mà cái vị không sợ mình chủ trước mắt này, một vị đại lão độc lập châu thấy tận mắt nàng tại tiệm bánh nướng đoạt đi tận vài cái lận đấy. Tới cái bánh nướng thôi mà cũng tới đoạt, có lý chẳng sợ. Ngay cả loại cướp vặt này cũng làm, không có chút tư chất nào, tam quan bất chính, không có bất kỳ liêm sỉ gì. Ai cùng nàng đánh cược, vậy còn không phải là gặp vận đen tám đời rồi sao? Ta coi như là thấy rõ rồi. Hà Biu à, người cho rằng là ngươi và không sợ minh chủ so đấu là kỹ xảo đổ xúc sắc ai tốt hơn sao? Ha ha, sợ là cái vị bạch minh chủ này muốn không phải là như vậy. Cô ta rõ ràng là đang so với ngươi, hai người các ngươi, ai không biết xấu hổ hơn. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm gã đại lão vừa nói chuyện một cái. Người này thật là vô ý vô tứ, sao lại đi nói tuệt ra như vậy hả? Hà lão đại, ta thấy là, nếu là ngươi thực có can đảm thắng, vậy ngươi so với bạch minh chủ càng không biết xấu hổ hơn. Làm như thế nào, ngươi chính là tự mình suy nghĩ thật kỹ một chút. Hà lão đại, sợ cái gì, lên đi, không phải chỉ là một đống cứt sao, ăn hết nó, sau này, ta kính ngươi như một hán tử đích thực. Nhìn mọi người nói lời châm chọc, sắc mặt Hà Biêu càng thêm âm trầm. Thế nào, Hà Lão Đại, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Diệp Oản Oản nói. Hà Biêu yên lặng, chỉ chốc lát sau, nhìn Diệp Oản Oản, từ trong miệng phát ra một tiếng hử lạnh. Chợt, hắn đem bạch hổ lệnh ngang hông trực tiếp vứt cho Diệp Oản Oản. Yo, Hà Lão Đại, thế này thật là ngại quá. Diệp Oản Oản nhận lấy bạch hổ lệnh, cười tủm tỉm nói. Bạch Phong, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ. Hà Biêu hung ác trợn mắt lườm Diệp Oản Oản một cái, sau đó xoay người rời đi. Hà Lão Đại quá khen, Hà Lão Đại đi thong thả. Sau này còn có thứ gì đáng tiền, chúng ta trở lại tiếp tục đánh cược nha. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng rời đi của Hà Biêu, vội vàng hô theo. Cút, đời này Lão Tử đều sẽ không cùng thứ người như ngươi đánh cược. Hà Biêu cũng không quay đầu lại, mở miệng chửi một tiếng mọi người nhìn thấy đấy vật đánh cuộc này của hà lão đại cũng chẳng ra sao làm sao thua lại còn tức giận như vậy hả diệp oản oản mặt đầy bất đắc dĩ thở dài châu bò lúc này tư hạ hướng về diệp oản oản giơ ngón tay cái lên thấy vậy một vị đại lão nhìn về phía tư hạ ta nói này tư xuân ta thấy ngươi đơn thuần như vậy cũng không nên đi quá gần cùng vị bạch minh chủ này ngươi từng nghe nói câu này hay chưa chính là Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người đi theo bạch minh chủ lăn lột, sẽ biến thành than đá. Lão tử con miệng nó gọi là tư hạ, tư hạ, tư hạ. Tư hạ quát lên. Vậy còn tư xuân là ai? Ta con miệng nó làm sao biết tư xuân là ai? Ai con miệng nó lại kêu ta là tư xuân, ta liền cho nổ tung kho tài nguyên. Tư hạ đe dọa. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Diệp oản oản cao mày nói, ta có một việc muốn thương lượng với chư vị một chút. chương 2174, mua vé lên thuyền sao. Bạch Minh Chủ, người có thể có chuyện gì tốt? Khẳng định là chuyện tốt nha. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người, các vị tại cái địa phương quỷ quái này. Chẳng lẽ chưa từng bao giờ có suy nghĩ, muốn trở lại độc lập châu? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Ai nguyện ý lưu lại cái địa phương đáng chết này? Nhưng mà muốn đi ra ngoài, căn bản là nói vớ vẩn. Bạch Minh chủ, bốn phía hòn đảo này tất cả đều là nước biển, trên đảo không có một thân cây. Coi như là muốn tạo một chiếc thuyền nhỏ đều không có khả năng. Đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài, chẳng lẽ bơi trở về sao? Một vị đại lão lắc đầu một cái. Nếu quả như thật có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, bọn họ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, trừ sinh mạng. Bơi lội nói chung cũng không có khoa trương như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cười thần bí, bất quá. Loại đồ vật như thuyền, thật ra là ta có. Nghe Diệp Oản Oản nói có thuyền, tất cả mọi người đều giật mình. Bạch Minh Chủ, loại đùa dẫn này xin ngàn vạn lần không nên nói bừa, người thật sự có thuyền. Đó là đương nhiên, thuyền nhất định là ta có. Dù cho lá gan ta lớn hơn nữa, cũng không dám sỏ lá các vị ở đây nha. Diệp Oản Oản vuốt cằm nói. Thuyền ở đâu? Thuyền ở nơi nào cũng không cần các vị đại lão quan tâm. Bạch Phong ta cái khác không dám nói, nhưng hôm nay liền dám cam đoan một chút, chỉ cần các vị đại lão muốn, ta liền bảo đảm có thể mang các vị rời đi. Diệp Oản Oản cười nói. Bạch Minh Chủ, lời này là thật. Một vị đại lão mặt đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên là thật rồi, nếu như ta nói láo nửa câu, các người đem ta đánh chết, có được hay không? Diệp Oản Oản nói lại không quản là thật hay là giả, nếu như có thể đi, chúng ta nhất định là nguyện ý rời đi. Trước không nóng vội, Diệp Oản oản nhìn chằm chằm rất nhiều đại lão ở đây, khẽ mỉm cười thế này. Muốn đi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà, vé lên thuyền đến mua một chút đi. Còn phải mua vé lên thuyền sao? Mọi người đều sửng sốt một phen. Đương nhiên là phải mua vé lên thuyền rồi, ta cũng không phải là làm từ thiện, thích thì mua không thích thì lượn đi cho nước nó trong. Diệp Oản Oản nói, còn nữa, vé lên thuyền có hạn, người trả giá cao sẽ được. Mẹ nó, Bạch Phong, ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi, ngươi ra cái giá, chỉ cần có thể rời đi, ta tuyệt không trả giá. Bao nhiêu tiền đều được, tùy ngươi ra giá. Liền như vậy, các vị đại lão mua một tấm vé lên thuyền đắt nhất cuộc đời họ, với một cái giá trên trời. Nhìn từng dòng chữ màu đen, còn có chữ ký của các vị đại lão trên giấy nợ trong tay, trên mặt Diệp Oản Oản cười như nở hoa. Thật là không uổng công nàng tới đây một chuyến, lần này thực sự phát tài rồi. Giờ phút này, nơi nào đó, chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Hải Đường hai người. Oản Oản, mới vừa rồi cô nói là thật hay là giả, thật có thuyền sao? Hải Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. Những người đó bị giam tại cái nơi quỷ quái này quả thực là quá lâu. Diệp Oản Oản cho bọn họ hy vọng, nếu như đến cuối cùng không có thuyền, hậu quả khó mà lường được. Hải Đường, đương nhiên là có thuyền, tôi cũng không ngốc, đem lại chuyện này ra đùa, không thể nào chọc vào tổ ong để rồi bị những người đó đánh chết hà nha." Diệp Oản Oản nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem ngọn nguồn kể lại cho Hải Đường. Sau khi biết được Không Sợ Minh nhiếp ra, thậm chí còn có Atula đều đã theo dõi hòn đảo này, thần sắc Hải Đường thoáng kinh ngạc. Thì ra, Diệp Oản Oản bị bắt, chẳng qua là tương kế tự kế. Đúng rồi, Hải Đường, tôi còn muốn nhờ cậy cô một chuyện. Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường nhẹ giọng nói. Có chuyện gì, cô cứ nói thẳng là được. Hải Đường vốt cầm đáp. Lúc này, Diệp Oản Oản tiến lên một bước, ghé sát vào tai Hải Đường giao phó. Trường 2175, bị lừa lên đảo. Chờ sau khi Diệp Oản Oản nói xong, thần sắc hải đường khẽ biến chuyện này. Tại sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản yên lặng rất lâu. Hải đường, chuyện này, cô không cần biết nhiều như thế, chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà làm. Tôi cần nghiệm chứng một chút, Diệp Oản Oản nói. Được, tôi hiểu rồi, Hải đường đáp ứng, vậy tôi trở về trước chuẩn bị một chút. Cực khổ rồi, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Hải đường mới vừa rời đi, từ phía sau Diệp Oản Oản, một âm thanh khe khẽ vang lên, tiểu phong, đã lâu không gặp. Thanh âm này, đối với Diệp Oản Oản mà nói, vừa xa lạ lại cực kỳ quen thuộc. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản xoay người nhìn lại. Trên mặt người đàn ông nọ nở một nụ cười như có như không, một đôi con người hẹp dài nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Người đàn ông trước mắt, tản mát ra một loại hơi thở thư sinh như từ trong xương tỏa ra. Tự nhiên ca ca, nhìn thấy nam nhân, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, rất nhanh liền lập tức phục hồi lại tinh thần. Người đàn ông này, đương nhiên Diệp Oản Oản sẽ không xa lạ, chính là đại ca kết nghĩa của nàng, ôn tử nhiên. Quả nhiên là em, ôn tử nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi đi về phía Diệp Oản Hoàn. Rất nhanh, ôn tử nhiên đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhiều năm không gặp như vậy, âm thanh của em không thay đổi, chỉ là không biết dung mạo có thay đổi hay không. Không thay đổi, đều không sai biệt lắm, Diệp Oản Oản cười nói ở trong trí nhớ của diệp oản oản ôn tự nhiên mới sinh ra cũng đã mù hai mắt không nhìn thấy bất kỳ thứ gì tự nhiên ca ca từ lúc nào anh lại bị bắt vào đây vậy diệp oản oản nhìn ôn tự nhiên cau mày hỏi mặc dù trước đây đại trưởng lão không sợ minh cũng từng suy đoán qua nhưng diệp oản oản thật không ngờ tới thật đúng là sẽ nhìn thấy ôn tự nhiên ở nơi này cũng không quá lâu chuyện này không quan trọng ngược lại là em đó mấy năm nay đi nơi nào làm sao lại âm thầm rời khỏi Không Sợ Minh?" Ôn tử Nhiên hỏi. Đối với câu hỏi này, Diệp Oản Oản cũng không thể giải thích cặn kẽ. Diệp Oản Oản và Ôn Tự Nhiên đã lâu không gặp, hai người ngồi bên nhau cũng trò chuyện không ít. Diệp Oản Oản quen biết Ôn Tự Nhiên đã 10 năm có hơn. Đối với Ôn Tự Nhiên, Diệp Oản Oản hiểu vô cùng rõ. Bằng vào thực lực của Ôn tử Nhiên mà nói, nếu như không phải là hai mắt mù, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị bắt đến loại địa phương như thế này sau khi biết được kế hoạch của diệp oản oản ôn tự nhiên hơi sững sờ nói như vậy không bao lâu sau bọn họ sẽ có thể thuận lợi rời khỏi hòn đảo này thật ra thì anh lại cảm thấy ngược lại võ đạo liên minh công hội đối với người bị bắt lên đảo cũng không có ác ý hồi lâu sau ôn tử nhiên hướng về diệp oản oản nhẹ giọng nói nghe vậy chân mày diệp oản oản khẽ nhíu lại ý tưởng của ôn tự nhiên và kỳ tu nhiễm vậy mà có chút tương tự Bị giam trên hòn đảo này, phần lớn đều là những nhân vật trắng trợn cự tuyệt người của dòng chính. Anh cho là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa, Phó đạo Liên Minh công hội dường như cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt chúng ta nhốt vào đây." Ôn tử nhiên nói. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản nói chung cũng không hề phản bác, nhưng cũng không đồng ý. Phó đạo Liên Minh công hội có mục đích gì, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng có một điểm, đem mọi người bắt trên hải đảo hạn chế tự do của mọi người, nhốt vô thời hạn, bản thân chuyện này cũng đã không phải là có thiện ý rồi. Em nói này, không phải là anh không muốn thoát ra đấy chứ? Diệp Oản oản liếc Ôn Tự nhiên một cái. Nghe tiếng, Ôn Tự nhiên lắc đầu một cái, cười nói, làm sao có thể chứ, ai lại muốn bị giam lại trên đảo này? Có thể đi ra ngoài dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Em rất hiếu kỳ, với thực lực của anh, rốt cuộc là làm thế nào bị bắt vào đây? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm ôn tử nhiên, hỏi. Thật ra thì, cũng không thể nói là bị bắt vào. Ôn tử nhiên lắc đầu một cái, trước anh có nhận một nhiệm vụ, chính là tới điều tra hòn đảo này. Còn chưa lên đảo liền gặp phải người của võ đạo liên minh công hội canh giữ tại chung quanh hải đảo. Anh là bị lừa lên đảo. Diệp Oản Oản. Trường 2176, cửu ca anh tỉnh táo một chút. Atula, à, lâm khuyết nôn nao không thôi mà đi theo sau lưng tư giả hàn khuyên cửu ca cửu ca này cửu ca anh tỉnh táo một chút nhiếp ra bên kia không phải đã nói rồi sao cửu tẩu là cố ý để bị bắt đi muốn tự mình đi tìm hiểu tình hình một chút cùng với chúng ta trong ứng ngoài hợp nếu không dưới tình huống không biết một chút tình hình trên đảo mà chạy tới thật sự là quá nguy hiểm huống chi hiện tại hướng gió cũng không thuận lợi không thể ra biển được cho nên cho nên bây giờ tôi thấy là trước vẫn nên chờ tín hiệu của cửu tẩu mới là ổn thỏa nhất. Lâm Khuyết đi léo đéo ở phía sau nói một chàng, miệng đều đã sắp rách toạc cả rồi, mà nam nhân xảy bước đi ở phía trước lại lẳng lặng sửa sang lại ống tay áo, chỉ nói một câu, chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, tôi tự mình đi qua. Lâm Khuyết hướng về phía Khương Viêm ở bên cạnh nháy mắt, để cho hắn cũng giúp đỡ khuyên mấy câu. Vì vậy, Khương Viêm ho nhẹ một tiếng, lên tiếng khuyên nhủ, chủ thượng, từ chuyện lần trước diệt trừ nhiếp linh lung mà xem, sức mạnh của nhiếp tiểu thư đã khôi phục. Huống chi nhiếp tiểu thư đa mưu túc trí, ở trên đảo sẽ không có nguy hiểm. Lâm khuyết nghe mà khóe miệng khẽ co rúm lại, đa mưu túc trí. Không nghĩ tới Khương Viêm lại còn có cái kỹ năng mở mắt nói bữa này. Tư giả dạ hàn mặc chiếc áo khoác màu đen vào, kéo dây kéo lên, Khương Viêm, nếu như ba ngày sau ta không quay trở lại, hết thảy dựa theo những gì ta giao phó mà làm. Khương Viêm, chủ thượng, chuyện này, bất đắc dĩ, những gì hai người có thể nói đều đã nói hết, tư giả hàn cũng vẫn như cũ không cách nào yên tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Oản Oản là minh chủ không sợ minh tóc húi cua ca, nhị tiểu thư nhiếp ra, huấn luyện viên học viện ma quỷ của lính đánh thuê xích diễm, giá trị vũ lực siêu quần, kinh nghiệm giang hồ phong phú, là một con cáo giả tuyệt đối sẽ không chịu ăn thiệt thòi. Nhưng đối với tư giả hàn mà nói, lại vĩnh viễn vẫn luôn dừng lại ở thời điểm lúc ban đầu gặp nàng coi nàng thành một nàng thiếu nữ nhỏ nhắn yếu đuối đơn thuần cuối cùng tư giả hàn vẫn quyết định mang theo lâm khuyết và mấy thành viên tinh nhuệ atula ngồi cùng một con thuyền nhỏ trước tiên tiến về phía hòn đảo nhỏ cùng lúc đó trên hải đảo sau khi biết được diệp oàn oản lại có biện pháp có thể lấy được thuyền mặc dù một nhóm người vẫn là nửa tin nửa ngờ nhưng ít ra rốt cuộc có một tia hy vọng tất cả đại lão đều đầy nóng bỏng ngóng trông, tuyền ơi mau lại đây, mau rời đi chỗ quỷ quái này. Nếu không, bọn họ sẽ bị nữ ma đầu này gài bẫy, đào hố tập thể đến. Không còn sót một ai rồi. Diệp Oản Oản không hề lập tức gửi tín hiệu, dự định quan sát tình hình trên đảo nhiều hơn một chút nữa, sau khi xác định không có tí sơ hở nào mới để cho nhiếp gia và tư giả hàn bên kia tới cứu viện. Còn hiện tại thì sao? Thuận tiện hố hàng mấy tên đại lão này cho vui trước đã bản lĩnh bẫy người của Diệp Oản Oản ngũ hoa bát môn, sau khi Hà Biêu gặp họa còn có người không tin ta, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hố hàng đến kêu cha gọi mẹ. Trong phòng giam, Diệp Oản Oản đã chiếm cứ ngai vàng thư thích nhất, bên tay trái, một đại lão bang phái nào đó đang ha ha cười khổ mà bưng trà cho nàng, bên tay phải, một tên đại lão nào đó nhận mệnh mà rót nước cho nàng. Tất cả đám đại lão đều giận đến đau gan, tụ ba tụ năm mà tụm lại cao nhau đệt, liền không có người nào có thể chỉnh ả nữ ma đầu này một chút sao. Chỉnh cô ta, nếu như ngươi dám làm vậy thì ngươi đi đi, nói chung là ta không đi. Thích, nghe nói Hà Biêu bị tức đến mức cao huyết áp đều tái phát, quá thảm rồi. Trên chiếc bàn thấp trước mặt Diệp Oản Oản, trên chán một tên đại lão khác ướt đẫm mồ hôi lạnh, chuyện này. Chuyện này là không thể nào, một lá bài cuối cùng trong tay ngươi không phải là ba cơ sao. Diệp Oản Oản mặt đầy bộ dáng phách lối, đó nhất định là ngươi mắt mở rồi đi. Chấp nhận thua cuộc đi, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, một bang chủ như ngươi cũng đừng có mà ăn và chứ. Chương 2177, Tu La chủ cũng bị bắt vào đây. Thời khắc này, cửa phòng giam cũ. Mấy gã đại lão đang ngồi ở cửa, giống như cá kho tiêu, chán đến chết đến tê liệt ngồi tán dóc ở nơi nào đó, đột nhiên có người lanh mắt phát hiện cách đó không xa lại có một khuôn mặt người mới. Ai, hai người bên kia là ai? Thật giống như chưa từng gặp, trong đó một gã đại lão có chút hoài nghi hỏi. Đoán chừng là người mới bị bắt vào đây thì phải. Hai người đang bàn tán, lúc này, một đại lão bang phái nào đó nhìn chằm chằm phương hướng hai người tới, đột nhiên không tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt, miệng nó. "Tu, Tu La chủ, cái vị bên trái đó không phải là Tu La chủ sao? Làm sao hắn cũng bị bắt vào đây?" Ta nhổ vào, "Ngươi nói ai cơ?" cái mặt là hoắc kia là tu la chủ, cái tên bên phải là trợ thủ của hắn, ta đã gặp một lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Sau khi xuống thuyền, tư giả hàn liền âm thầm mang theo lâm khuyết bắt đầu đi điều tra tung tích của Diệp Oản Oản. Kết quả, dò xét hết mấy phân khu đều không thể tìm được nàng. Chỉ ở trên bãi cắt tìm được một đôi giày dính máu của nàng. Trong tay tư giả hàn cầm đôi giày nữ kia, nhìn vết máu trên giày, sắc mặt khó coi xưa nay chưa từng có lâm khuyết cũng có chút luống cuống cửu ca anh đừng vội còn có một khu vẫn còn chưa tìm đâu ngón tay của tư giả hàn siết chặt từng chút một tiếp tục đi về phía trước cửa phòng giam khu b đám người lê lết ngoài cửa đã nhanh chóng vọt vào trong thông báo mọi người đệt 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 lại có người mới bị bắt vào các ngươi có biết lần này người bị bắt đi vào là ai không trong phòng một đám đại lão nghe vậy tất cả đều không mấy hứng thú Ban đầu khi có người mới bị bắt vào, mọi người còn có thể than thở mấy câu, nhưng theo số lượng người bị bắt vào càng ngày càng nhiều, lai lịch cũng càng ngày càng lớn, mọi người về căn bản đều đã chết lặng. Ai vậy? Sao người kích động thành như vậy? Có người không nhanh không chậm hỏi một câu. Tu la chủ, là tu la chủ đấy. Người đứng ở cửa kia cất giọng mở miệng nói. Miệng nó, người nói ai? Một trong tam đại cự đầu của tội ngục, thủ lĩnh A tu la, tu la chủ không sai, chính là hắn, ta đã gặp một lần, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thậm chí ngay cả tu la chủ đều bị bắt vào đây rồi, thế lực phía sau màn trên đảo này rốt cuộc là thế lực gì? Ta nguyên bản còn tưởng rằng là tội ngục dở cho quỷ chứ, rốt cuộc làm sao ngay cả tu la chủ đều bị bắt vào rồi. Bên trong gian phòng, Diệp Oản Oản đang nổ bài địa chủ, nghe phía bên ngoài lầm rầm bàn tán, thuận miệng hỏi một câu, bên ngoài ồn ào cái gì vậy? nơi cửa có người mở miệng nói hình như là có người mới bị bắt vào rồi diệp oản oản nhàn nhã nhấp miếng trà ngon mới vừa thắng được nhíu mày hỏi người mới độc lập châu này các đại lão có mặt mũi đều đã bị bắt không sai biệt lắm rồi đi còn có thể là ai bị bắt vào nữa hả lúc này trong đám người có một thanh âm kích động lên tiếng trả lời miệng nó hình như là tu la chủ phục tê. tê, tê. trong nháy mắt khi nghe được ba chữ tu la chủ Diệp Oản Oản nhất thời phun thẳng hớp nước trà ra ngoài, người nói ai? Lão đại A tu La, đại ma đầu Tu La chủ. Diệp Oản Oản trực tiếp sững sờ, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. A à Cửu, nàng còn chưa gửi tín hiệu mà, làm sao anh ấy lại đến rồi? Sau khi kinh ngạc, phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản là cúi đầu liếc nhìn chính mình, giờ phút này, nàng đang tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, chân mang đôi giày cỏ tự chế không có chút hình tượng nào đang gác chân lên bàn trà, vênh váo rung chân, trong tay cầm bài, trước người chất đống tất cả đều là những đồ vật đào hố đám đại lão mà thu được. Hiển nhiên là một nữ đại sơn tặc, nữ thổ phỉ. Diệp Oản Oản, ta, đệt. Chương 2178, bảo bảo anh rốt cuộc đã tới. Bên ngoài, đám người huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần. Xong rồi, làm sao vào lúc này lại đến liền vậy hả, nàng còn chưa kịp chuẩn bị chút nào cơ mà. Diệp Oản Oản quả thật là giống như con kiến bò trên chảo nóng, vội vàng buông chân xuống, chờ mình bò dậy, ba chân bốn cẳng nhét toàn bộ những lá bài vào trong tay đại lão bên tay trái, lại lấy vải đắp lên tất cả đồ thắng cuộc trên bàn, cuối cùng thật nhanh chóng thuận tay vuốt lại mái tóc rối bời như ổ gà của mình. Diệp Oản Oản bên này mới vừa hiểm hiểm làm xong, sát sau đó, tư giả hàn với một bộ đồ đen ngầu đã cất bước đi vào vốn là định thừa dịp đêm đen lại tới tìm người, nhưng anh đã đợi không được lâu như vậy, một khắc không thấy được nàng, anh đều không cách nào yên tâm. Tư giả dạ hàn tiến vào, chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng tìm người. Cùng lúc đó, một bên, các đại lão vây xem cũng đang theo đuổi tâm tư của mình mà hướng về chàng trai quan sát. Đây chính là tu la chủ. Nghe đồn không phải nói tướng mạo tu la chủ xấu xí như quái vật sao giá trị nhan sắc này dường như có chút nghịch thiên nha. trừ gương mặt này hẳn cũng không có gì khác biệt so với quái vật chứ. đang ngồi đều là người lão luyện từng trải xa trường, cho nên chỉ liếc mắt một cái liền có thể theo bản năng phát hiện ra sự nguy hiểm của người này. ngay vào lúc này tất cả mọi người chỉ thấy một bóng người thật nhanh tiến về phương hướng của tu la chủ. Hề, đây là tình huống gì? trên đảo này có đối thủ một mất một còn của tu la chủ sao? cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, vừa thấy mặt liền muốn đánh. Tốc độ của Diệp Oản Oản thật sự là quá nhanh, ngay cả Tư Giả Hàn cũng đều không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh phản ứng lại, đã bị một thân hình mềm mại ôm chặt lấy. Diệp Oản Oản phảng phất như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vừa thấy được Tư Giả Hàn liền bay nhào về phía anh, vui đầu vào trong ngực anh. Toàn bộ trạng thái phòng bị của Tư Giả Hàn, ngay trong nháy mắt ngay khi cô gái nhào vào trong lòng ngực của mình, liền tan rã trong tích tắc ngay khi thấy diệp oản oản hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước người mình dòng suy nghĩ cáu kỉnh hỗn loạn rốt cuộc lắng xuống sắc mặt căng thẳng cũng hỏa hoãn lại oản oản nàng không có việc gì Hoa 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 bảo bảo anh rốt cuộc đã tới trên đảo thật là đáng sợ nha âm thanh diệp oản oản vừa yếu ớt vừa mềm mềm đầy đáng thương mà kề cận tư dạ hàn bắt đầu khóc lóc kể lể một đám các đại lão vây xem không nghĩ tới người nhào qua sẽ là bạch phong mắt thấy nữ ma đầu mấy ngày nay bấy bọn họ lên bờ xuống ruộng, trong nháy mắt trở mặt, y như là chim non nép vào người, đầy nũng nịu nhào vào lòng chàng trai, cơ hồ, loảng xoảng loảng xoảng vô số chiếc cằm rơi xuống tập thể. Bọn họ mới vừa rồi, thấy được cái gì? Mới vừa rồi nhào qua, là thứ đồ chơi gì? Hình như là nữ ma đầu kia. Cô ta nói cái gì? Trên đảo thật là đáng sợ. Trên đảo này, thứ đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải là cô ta sao? còn nữa, nghe đồn tóc húi cua ca này ngay cả tu la chủ cũng đều có một chân, lại có thể không phải là tin đồn mà là sự thật. ngay cả tu la chủ cũng dám cua, nữ nhân này rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? giờ phút này, tư giả dạ hàn không hề để ý chút nào tới đủ loại ánh mắt kinh ngạc đến ngây người xung quanh. sau khi nghe được lời của cô gái, đầu lông mày mới vừa thư giãn của chàng trai nhất thời lại nhíu chặt lại, lập tức cởi chiếc áo khoác lớn trên người xuống ôm chặt cô gái vào trong lồng ngực mình, cúi đầu xuống, hết sức ôn nhu hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu của nàng, đừng sợ, không sao. Diệp oản oản sờ sờ đỉnh đầu của mình, có chút ảo não. Làm bậy rồi, nàng chưa gội đầu. Cảm thụ khí thức quen thuộc và nhiệt độ ấm áp trên người, trong lòng Diệp oản oản cũng cảm thấy ấm áp, ngước đầu nhỏ liền bắt đầu làm núng. Trường 2179, nữ nhân này quả thật không phải là người. Diệp hoàn hoàn bảo bảo em nói anh nghe trên đảo này tất cả đều là một đám người cùng hung cực ác đại ma đầu hung thần ác sát còn định đến bắt nạt khi dễ em làm em sợ muốn chết bảo bảo anh thiếu chút nữa thì không còn được thấy được em nữa đâu nha 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 lúc này một đám các đại lão bên cạnh bởi vì mắt thấy Diệp hoàn hoàn trong nháy mắt trở mặt mà đờ đẫn nghe đến đó cơ hồ tất cả đều mộng bước rồi lộ ra biểu cảm không cách nào tin nổi chuyện này nữ ma đầu này nói cái gì? trong đám một gã đại lão mới vừa thua một món vật phẩm đáng tiền cuối cùng trên người không nhịn được bật thốt lên ta nói này bạch minh chủ một đám người khi dễ ngươi ngươi có phải là bị hỗn loạn ký ức rồi hay không không phải là ngươi ăn hiếp một đám người chúng ta sao tư giả hàn diệp oản oản trong nháy mắt diệp oản oản bị vạch trần đầy cảnh cáo mà chừng gã đại lão đó một cái sau đó tiếp tục chiêu bài đáng thương nhỏ yếu lại bất lực theo sát tư giả hàn làm đúng, thật mà bọn họ thật sự khi dễ em. Cái tên đại bại hoại Hồng An bang Hà Biêu đó, anh biết hắn đáng ghét đến mức nào không? Hắn lại có thể buộc em đánh cuộc cùng hắn, bảo em nếu thua liền phải ngủ cùng với hắn. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt của tư giả Hàn lập tức âm trầm xuống, Hồng An bang. Nhưng mà, không đợi tư giả Hàn kịp bộc phát nộ khí, bên cạnh lại truyền đến âm thanh yếu ớt của đại lão tứ Hải Môn, hích, nhưng mà. Kết quả cuối cùng là, người đánh cược hắn không dám ăn cứt, nếu hắn muốn thắng người trừ phi đi ăn cứt. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhận thua, đem bạch hổ lệnh ra truyền đều thua vào tay ngươi rồi, mấy ngày nay giận đến mức bệnh cao huyết áp và tắc nghẽn cơ tim đều phát tác nhiều lần. Tiếp đó, mấy gã đại lão đầy, chính nghĩa, khác cũng dối rít không nhìn nổi, trong đó có một tên còn hất tung, che đậy, của Diệp Oản Oản trên chiếc bàn thấp, lộ ra, dương bách bảo, của nàng, đầy bi sảng tố cáo, chính ngươi nhìn một chút, tất cả đều là ngươi đào hố chúng ta lấy sạch những món này ngươi còn bán vé lên thuyền cho chúng ta với giá cắt cổ hố bẫy bỏ cũng không sâu bằng hố ngươi đào diệp oản oản các ngươi nói ít mấy câu sẽ chết sao diệp oản oản bảo bảo bọn họ nói xấu em em không phải vậy em không có anh phải tin tưởng em tư giả hàn ừm các đại lão miệng nó tu la chủ lại có thể dễ lừa gạt như vậy sao chuyện này quả thực không khoa học những đại lão này vạn vạn không ngờ tới tu la chủ hung tàn đáng sợ trong tin đồn lại cũng sẽ có thể bị nữ ma đầu này lừa gạt đến xoay mòng mòng quả thực là vô cùng đau đớn ta nói này tu la chủ ta khuyên ngươi nên cảnh giác cao độ chớ để cho một ít người lừa gạt đúng vậy đúng vậy xem cho rõ người bên cạnh đi chuyện này nữ nhân này quả thật không phải là người cái vị bạch phong này quả thật là thủ đoạn rất cao còn không phải sao, ngay cả tu la chủ đều có thể lừa gạt xoay quanh. Diệp Oản Oản giận đến cắn răng, mấy cái tên cờ hó chết này, nàng thế nào cũng phải bẫy chết bọn chúng mới được. Bất quá, tư giả hàn lại tựa hồ như không để ý đến đám người bên cạnh chút nào, trong mắt hướng về đôi giày cỏ Diệp Oản Oản đang mang trong chân một cái, hơi nhíu mày, tại sao lại mang thứ này? Diệp Oản Oản, a, à, chất lượng dép có chút kém, không cẩn thận làm hư, liền rứt khoát ném. Bên cạnh, một gã đại lão nào đó, chẳng lẽ không phải là thời điểm ngươi và người khác đánh nhau, đạp người ta đến hư rét sao? Không sai, người ngươi đánh lần đó chính là ta. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, xoay xoay cổ tay một cái. Trời má, buộc nàng động thủ đúng không? Nhưng mà, không đợi Diệp Oản Oản mất khống chế ra tay đánh nhau, tư giả dạ hàn lại đột nhiên từ trong tay lâm khuyết ở bên cạnh cầm lấy thứ gì đó. Sau khi mở túi ra, bên trong tựa hồ là một bộ váy, còn có một đôi giày da mềm đế bằng mới tinh màu hồng. Tư giả hàn lấy giày da ngồi trồm hổm xuống, thay. chương 2180, em không có việc gì là tốt rồi. Tư giả hàn nói xong, ngay sau đó liền để cho cô gái tròn qua bả vai của mình, giúp nàng cởi giày cỏ rách dưới xuống, tự mình thay đôi giày mới cho nàng. Sau khi đổi giày xong, trên chân lập tức vừa mềm lại thoải mái, Diệp oản oản sững sờ mở miệng, a à, làm sao anh lại còn mang theo cái này vậy? Lâm Khuyết ở phía sau yếu ớt chen vào, không chỉ vậy đâu, còn có quần áo sạch, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, khoai tây chiên, sờ nách cay, kẹo que. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm quần áo và đồ dùng trong một cái túi khác, quả thật là cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Tư giả hàn, tới vội vàng, chỉ có thể tùy tiện mang theo một bộ, có khả năng không phải là thứ em yêu thích, nếu như là em không muốn mặc. Diệp Oản Oản lập tức nói, làm sao có thể, chỉ cần là anh chuẩn bị em đều thích, em mặc em mặc. Trải qua những ngày lừa gạt vừa qua, Diệp Oản Oản thắng được một gian phòng đơn một người, vội vã dẫn theo tư giả hàn vào trong phòng riêng của mình. Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Khuyết ở lại bên ngoài, nghe những đại lão kia lại nhảy không ngừng nói ra chuyện ác nữ ma đầu nào đó làm những ngày qua. Nữ ma đầu kia thật không phải là người tốt, người đúng là nên đến khuyên chủ thượng nhà các ngươi một chút đi không sai không sai nữ ma đầu này am hiểu nhất chính là lừa gạt đúng 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 không tin ngươi hỏi một chút chúng ta những người xung quanh này những ngày qua đều bị ả ta bẫy chết rồi lâm khuyết trời má lần này hắn gấp muốn chết hồng hộc phụng bồi chạy tới còn lo lắng nàng xảy ra chuyện sợ đến hồn phi phách tán rốt cuộc là vì cái gì bên kia hai người mới vừa vào trong nhà không đợi diệp oản oản mở miệng nói chuyện đã bị anh dùng sức ấn vào trong ngực cái ôm ấp này truyền đến rõ ràng sự đè nén bất an và kinh hoàng của chủ nhân nó. Diệp Oản Oản vội vàng dùng tay nhỏ vuốt ve sau lưng của chàng trai, "Thật có lỗi, hẳn là em nên sớm gửi tín hiệu cho anh một chút. Nhưng mà em mới tới trên đảo không lâu, trước khi dò La nghe rõ tình huống, lại không dám tùy tiện thông báo cho anh qua đây mạo hiểm." "Tư Giả Hàn, em không có việc gì là tốt rồi." "Không có việc gì, anh nhìn em đi, không phải sao?" diệp oản oản có chút bất đắc dĩ nói làm sao anh lại chạy tới vậy cũng quá mạo hiểm vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao tư giả hàn không có vạn nhất cho dù là giả thiết anh cũng không cho phép huống chi nếu như có nguy hiểm hẳn là anh mới càng nên có mặt được 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 không có vạn nhất diệp oản oản hôn một cái lên gò má của chàng trai trấn an ngay sau đó đơn giản kể lại cho tư giả hàn nghe tình hình trên đảo từ thông tin em dò hỏi mấy ngày nay mà xem Hòn đảo này đúng là nơi bỏ tù các đại lão, cái chỗ chết tiệt này ở giữa biển, trên đảo lại hoàn toàn không có tín hiệu, bởi vì địa thế nguy hiểm xung quanh, cũng không nằm trong tuyến đường hàng hải, hoàn toàn sẽ không có thuyền bè đi qua, không cách nào bị phát hiện. Người bị ném đến chỗ quỷ quái này, cũng đồng nghĩa với bị ném vào một lồng giam trên biển. Coi như là có bản lãnh thông thiên, cũng không thể chạy thoát. Diệp Oản Oản thở dài, hơn nữa em tìm hiểu được những đại lão này bị sau khi bị ném qua đây để cho tại trên đảo này tự sinh tự diệt, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không thấy được, chứ đừng nói chi là người phía sau màn. Thật là không nghĩ ra, người phía sau màn kia đem nhiều đại lão trọng yếu độc lập châu như thế tất cả đều bắt tới, không đánh, mặc kệ, lại không thẩm vấn, cứ như vậy giam lỏng, rốt cuộc là muốn làm gì. Ánh mắt tư giả hàn lóe lên, mở miệng hỏi, em không hề thấy được người giật dây. Diệp oản oản gật đầu, đúng vậy, trên đảo này đều không có người canh gác, sao vậy? Cũng không biết tư giả hàn nghĩ tới điều gì, bất quá cuối cùng vẫn chọn không nói ra, không có gì. chương 2181, là mị lực của nàng không đủ rồi sao? Diệp oản oản kéo lấy tư giả hàn ngồi xuống một chiếc giường sắt nhỏ hẹp, bảo bảo, mau tới đây, anh ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi, căn phòng đơn này vẫn là do em hố tới. Thích, a à nhầm, là một vị đại lão có thiện tâm nhường cho em đấy. Diệp Oản Oản cười hít mắt nói. Tư giả hàn đảo mắt nhìn một vòng, thuận miệng hỏi một câu, ở trên đảo. Em nhìn thấy, hắn, rồi sao? Diệp Oản Oản vừa thay y phục lấy từ trong túi vừa hỏi, hả? Ai vậy? Tư giả hàn dừng một chút, ngay sau đó đáp, kỳ hoàng. Diệp Oản Oản sặc một cái, gãi đầu đáp, không có đâu, không có gặp anh ấy, ngược lại là gặp được một bằng hữu của em, lão đại thiên kiêu, hải đường. Cô ấy nói với em kỳ hoàng không biết là nghĩ được biện pháp gì, đã sớm ra biển rồi, trước khi đi còn để lại một phong thư rất kỳ quái cho em. Em phá giải nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc là anh ấy có ý gì. Tư giả hàn khẽ nhíu mày, kỳ hoàng không có ở trên đảo. Diệp oản oản gật đầu một cái. Không biết tư giả hàn nghĩ đến cái gì, sắc mặt dường như hơi trầm xuống chút ít. Audio điện tử võ tấn bền hòn đảo này muốn bằng sức một mình rời đi cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ riêng tìm đến tọa độ của hòn đảo này anh đã phải hao tốn vô số tinh lực huống chi địa hình chung quanh hòn đảo này cực kỳ phức tạp dòng nước ngầm và đá ngầm nhiều vô cùng anh có thể thành công đi thuyền đến được là nhờ mời một đội tàu có mấy chục năm kinh nghiệm hàng hải kín đáo thực hiện kế hoạch dù cho là như vậy hải trình cũng có nguy hiểm cực lớn bất quá nếu kỳ tu nhiễm dám ra biển với cá tính của hắn chắc hẳn có thể vạn phần nắm chắc. Diệp Oản Oản thấy tư dạ hàn dường như trầm tư gì đó, rất sợ anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vội vàng nói sang chuyện khác, à đúng rồi, bảo bảo, anh biết em gặp ai ở trên đảo rồi sao? Anh tuyệt đối không nghĩ tới. Biết Diệp Oản Oản đang cưỡng ép nói làng sang chuyện khác, tư dạ hàn cũng không hề vạch trần, ai? Cháu họ của anh, tư xuân, a à nhầm, em đều bị những người đó làm lệch rồi, là tư hạ, tư hạ, Tư giả hàn nghe vậy, quả thật có chút kinh ngạc, tư hạ. Đúng vậy, em gặp được hắn sợ hết hồn. Khi đó thấy hắn cầm lấy cái cuốc liền chạy về phía em, em còn tưởng rằng hắn muốn thay cha báo thù nữa đấy. Bất quá cũng còn may tiểu tử kia cũng biết cha hắn là tự làm tự chịu, không hề gây khó dễ em. Nếu không em sẽ để cho hắn biết tay, dầu gì theo bối phận mà nói, em cũng là thím cửu của hắn đó nha. Tư giả hàn nghe vậy mặt không cảm xúc mà nói, không cần nhường. Diệp Oản Oản, là chú ruột đây sao? Tiểu tử kia, vào lúc này phỏng chừng lại đi đào hố, khi nào rảnh em lại dẫn anh đi tìm hắn. Em tắm rửa thay quần áo trước, Diệp Oản Oản bận rộn lấy hết những món đồ trong túi ra. Tư giả hàn thật sự là quá thân mật, một bộ quần áo sạch sẽ từ trên xuống dưới, ngay cả đồ lót đều chuẩn bị rồi. Mặc dù chỗ này có thể tìm được chút nước tắm rửa, nhưng mà tài nguyên khan hiếm, căn bản không thể giặt sạch và thay quần áo tới đây một chút đi, trước bồi em đi tắm. Trước em tắm ở đâu? Tư giả dạ hàn hỏi một câu. Diệp oản oản, trong đảo có một cái hồ nhỏ. Chân mày tư giả dạ hàn hơi hơi nhíu lại, ngoài trời. a à, không có cách nào, cái chỗ chết tiệt này, có thể có chỗ tắm rửa cũng là không tệ rồi. Yên tâm đi, không có tên nào dám liều mạng nhìn lén. Khục, ý tứ của em đó là, hơn nữa em và Hải Đường đều tắm cùng nhau, thay phiên tuần tra canh gác cho nhau, rất an toàn. Tư giả hàn nghe vậy, lúc này mới không nói gì. Hai người rất nhanh tới chỗ tắm, lần này người làm nhiệm vụ tuần tra từ hải đường đổi thành tư dạ hàn. Diệp oản oản cởi quần áo ra, đem thân thể nhúng vào trong nước, rồi lại nằm ở trên hòn đá bên bờ. Ngay sau đó liền nhìn thấy tư giả hàn giúp nàng cầm lấy quần áo, đứng ở địa phương không gần không xa, mắt nhìn thẳng cho canh chừng giúp nàng. Diệp oản oản nằm ở chỗ này chật chật chất lưỡi, thích, là mị lực của nàng không đủ rồi sao? Thế này mà lại có thể tập trung canh gác, nhìn thẳng không chớp mắt. Dầu gì cũng nên len lén liếc mắt nhìn trộm đi chứ. chương 2182, bảo bảo bọn họ khi dễ em. Bảo bảo à, anh có cảm nhận được hay không, cả hòn đảo này, nếu như không có những người khác, quả thực là tốt vô cùng. Diệp Oản Oản nằm bên bờ hồ, lộ ra vẻ hoài niệm, anh còn nhớ không? Năm đó chúng ta một mực đều muốn tìm một chỗ không có người thể tìm ra được mình, tìm một chỗ chỉ có đôi ta cùng nhau sống chung. Tư Giả Hàn còn nhớ? Làm sao anh sẽ không nhớ chứ? Diệp Oản Oản than thở, chỉ tiếc là hiện tại em đã không còn muốn như vậy, em không thể cùng anh hai người chung sống ở nơi này. Bóng lưng của Tư Giả Hàn bỗng nhiên cứng đờ, tại sao? Diệp Oản Oản lập tức đáp, bởi vì chúng ta đã có đường đường bảo bối nữa á hẳn là ba người mới đúng chứ. Sợ bóng sợ gió một trận, tư giả hàn, ừ. Diệp Oản Oản nhìn thấy tư giả hàn ngay tại trong phạm vi tầm mắt của mình, cả người đều thả lỏng xuống. Những ngày qua nàng nhìn như là đang nháo đến gà bay chó sủa, trên thực tế chẳng qua là không để cho mình buông lỏng chút nào. Chỉ cần dừng lại một cái, liền sẽ nghĩ tới những sự việc đè nặng ở trong lòng kia. Anh trai chết, cha mẹ đến nay không rõ tung tích, người sau lưng nhiếp linh lung, và cả hòn hải đảo giam lỏng mọi người này. Nàng phải nhanh một chút, mau chóng điều tra rõ hết thảy những thứ này. A à cửu, lúc nào chúng ta có thể rời đi? Diệp Oản Oản hỏi. Tư giả hàn, căn cứ theo hướng gió, ba ngày sau là thích hợp nhất. Diệp Oản Oản, được. Sau khi tắm xong, Diệp Oản Oản thay chiếc váy tư giả hàn mang tới cho nàng. Tư giả hàn chuẩn bị cho nàng một chiếc váy dài màu hồng cánh sen vô cùng thục nữ, qua làn gió nhẹ đung đưa, quả thật là trong nháy mắt biến nàng từ nữ ma đầu thành tiểu tiên nữ. Sau khi thay quần áo xong, Diệp Oản Oản liền cùng Tư Dạ Hàn quay trở về lại phòng giam. Trong phòng giam vốn là đang ngập tràn vô số những âm thanh huyên náo, trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản xuất hiện tại nơi cửa, đột nhiên an tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh. Mọi người cùng dẹt dẹt dẹp, dẹp, dẹp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô gái đứng ở cửa, một làn da mềm mịn trắng như tuyết, tóc dài xõa ngang vai, một bộ váy dài, duyên dáng yêu kiều như phù dung nổi trên mặt nước cứ như vậy đứng ở nơi cửa. Chuyện này, gương mặt này, đây không phải là nữ ma đầu sao. Con, miệng nó, phòng giam không biết tĩnh mịch bao lâu, một gã đại lão nào đó phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, ngay sau đó lão đảo ngồi không vững ngã sắp mặt ra khỏi chiếc ghế đầu. Cùng lúc đó, gã huynh đệ bên cạnh hắn bị đụng trúng, một nửa số đồ trong chiếc rổ trong tay rơi xuống đất. Bên kia, cũng không biết ai đó đụng vào giá để đồ, khiến nó ngã cái rầm, làm cho bụi bốc lên khắp nơi. Trong phòng giam toàn bộ loạn cào cào, liên tiếp có âm thanh hít khí lạnh vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn cô gái trước mặt như nhìn thấy quỷ. Thời điểm bị Diệp Oản Oản hố hàng đến chỉ còn lại chiếc quần đùi cũng không kinh sợ đến mức như vậy. Trời má, đây, đây là Bạch Phong. Có phải là ta gặp ảo giác rồi hay không, nhưng đây là mặt của Bạch Phong, không sai mà có cái gì đáng ngạc nhiên, không phải chỉ là thay một bộ đồ thôi sao? Cái này, con nguyện nó, không phải là vấn đề ngạc nhiên, chủ yếu là, bộ quần áo mới này của cô ta là lấy được từ nơi nào? Đúng vậy, ta chưa từng bao giờ thấy được loại y phục này trong kho tài nguyên. Chẳng lẽ là từ bên ngoài mang vào? Vào giờ phút này, mọi người nhìn Diệp oản oản, mồm năm miệng 10 bàn tán ẩm ý. Bạch Minh Chủ, chuyện thuyền này, tiền bạc chúng tôi đã giao cả rồi đấy, một vị đại lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vàng mở miệng nói. Bạch Phong, tiền ngươi đã thu rồi, đến lúc đó nếu như là không có thuyền, không mang được chúng ta ra, ngươi phải bồi thường gấp trăm lần. Nghe tiếng, tư giả dạ hàn hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Oản Oản, khục khục, đều gấp làm gì chứ, ai mà còn gây thêm sức ép, hủy bỏ tư cách. Diệp Oản Oản lạnh giọng hư một tiếng. Xuất lời, Diệp Oản Oản nhìn chàng trai ở bên cạnh, A Cửu anh nhìn đi, bọn họ liên thủ lại khi dễ em. Tư giả hàn chương 2183, đại ca đừng giết tôi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây mặt đầy mộng bức. Bọn họ không nghe lầm chứ, liên hợp lại khi dễ cô ta. Khi dễ, rốt cuộc là ai con miệng nó khi dễ ai vậy? Mua một tấm vé lên thuyền đều thiếu điều muốn bán nhà bán con bán luôn thằng cháu trai. Rốt cuộc ai là khách hàng, ai là người bán được rồi đừng nói nhảm nữa hai ngày nay các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút chờ chỉ thị của ta mà hành động còn nữa nếu như ai tiết lộ tin tức của ta đến lúc đó không đi được vậy hắn sẽ là địch nhân của tất cả mọi người hậu quả tự mình gánh chịu còn nữa các ngươi chú ý canh chừng lẫn nhau đảm bảo không có một tí sơ hở nào cho ta sau khi xử lý xong chuyện vé thuyền diệp oản oản lại dẫn theo tư giả hàn rời đi tìm được đám người hải đường và ôn tử nhiên bàn bạc chi tiết phương án và kế hoạch ba ngày sau rời đi. Khuya hôm đó, trong căn phòng nhỏ đơn sơ trên hòn đảo nhỏ, Tư Hạ ôm một cục đá, kho khò ngủ say, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng ngáy. Vào giờ phút này, có người dễ như trở bàn tay đem cửa phòng mở ra, lẻn vào trong. Nhìn thấy Tư Hạ đang say rất nồng, trong mắt người nọ lóe lên hàn quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá mang ý vị đầy sâu xa. Trong tay của người nọ, đang cầm theo một sợi dây to, chậm rãi đi về phía Tư Hạ. Sau khi tới bên người cậu ta, hắn cầm lấy sợi dây khoa tay múa chân hồi lâu trên cổ Tư Hạ, cứ như thể là định siết chết chàng trai trẻ. Nhưng mà, sau khi người nọ nhìn thấy chiếc quốc ở bên cạnh, dường như lập tức thay đổi chủ ý, hắn ném sợi dây sang một bên, nhẹ nhàng cầm chiếc quốc lên. "Hô hô, tiểu tử, chuyện này không thể oán ta được, muốn oán muốn trách thì trách số mệnh ngươi không tốt." Trong lúc nói chuyện, người nọ nắm lấy chiếc cuốc, nhắm ngay đầu của tư hạ, không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt hung hăng bổ thẳng xuống. Đòn đánh này lực đạo không hề nhẹ, chứa nói chi là đầu, coi như là một tảng đá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị gõ bể. Vào giờ phút này, tư hạ lại bỗng nhiên chờ mình, khiến chiếc cuốc không thể đập trúng cậu ta. Mẹ kiếp, tiểu tử, vận khí không tệ nha, bất quá, sống lâu thêm mấy chục giây mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? người nọ hư lạnh một tiếng thế công không dừng một lần nữa nhắm thẳng vào đầu tư hạ mà đập khiến cho hắn ta có chút buồn bực chính là liên tục công kích trí mạng hai lần vậy mà tên nhãi danh này đều có thể tránh khỏi hư lúc này hắn lại hư lạnh một tiếng thả chiếc cuốc trở lại chỗ cũ lại lần nữa nhặt lên sợi dây thừng lớn bị chính mình ném ở một bên một giây kế tiếp người này ngồi ở trên người của tư hạ gắt gao khống chế khiến cho cậu ta không cách nào hành động Trợt, lại dùng dây thừng lớn trong tay, tròng vào trên cổ của tư hạ. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem lần này vận khí người có còn tốt như vậy hay không? Người lại chuyển mình cho ta xem, người còn miệng nó chuyển đi. Người nọ mặc quần áo đen, trên mặt che một lớp ngụy trang tự chế bằng hoa cỏ trên đảo, tiếng cười cực kỳ khoa trương và càn rỡ. Xem lão tử ngày hôm nay không siết chết người cái thằng nhóc con chết tiệt. Người nọ cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp lòng bàn tay phát lực, gắt gao ghim chặt cổ của Tư Hạ. Cơ hồ trong nháy mắt này, hai con người đóng chặt của Tư Hạ, ngay lập tức mở ra. Ta, đệ, ngươi là ai vậy? Tư Hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen ngồi xổm ở trên người mình, mặt đầy ngơ ngác. Hô hô, tiểu bảo bối, ta là Hắc Bạch Vô Thường. Tới lấy mạng ngươi, người nọ cười nói. Hắc Bạch Vô Thường, áo đen đây rồi, còn Bạch Vô Thường mặc áo trắng đâu? Tư hạ dường như còn chưa tỉnh táo lại, há mồm cố gắng nói chuyện. Bạch vô thường ra ra ngươi đang chờ ngươi ở dưới suối vàng đấy. Người nọ nghiêm nghị quát lên. Đại ca, đại ca, đại ca đừng giết tôi. Bỗng nhiên, tư hạ hô, tôi có đôi lời muốn nói. chương 2184, dịch Dung Nhưng mà, người nọ cũng không muốn phí miệng lưỡi nhiều với tư hạ, sợi dây trong tay càng dùng sức, muốn miễn cưỡng siết chết tư hạ, giờ phút này tư hạ đỏ mặt lên một tay hất ngã người nọ trượt cướp đường chạy ra rời khỏi phòng giam người mặc áo đen cười lạnh một tiếng ta xem ngươi chạy đàng nào trong lúc nói người mặc áo đen trong nháy mắt đuổi theo tư hạ còn chưa kịp chạy được mấy bước cũng đã bị người mặc áo đen đuổi kịp ngăn cản đường đi ta với người có thủ gì oán gì tư hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen mở miệng hỏi bớt nói nhảm đi người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng cũng không nói nhiều mang cái cuốc từ trong nhà ra hung hăng đập thẳng về phía tư hạ phản ứng của tư hạ nói chung cũng tính là có tốc độ nhanh kịp thời tránh né ngược lại cũng không bị cái cuốc đánh trúng rất nhanh người mặc áo đen chạy như bay tới bên cạnh tư hạ bóp lấy cổ họng của cậu ta tựa hồ là trong cơn hốt hoảng cánh tay tư hạ vùng vẫy trong mắt hẳn lên tiêm máu chết đi người mặc áo đen lạnh giọng quát lên vào giờ phút này, ở trong tay người bí ẩn, Tư Hạ cuối cùng cũng không còn động đậy nữa, trong mắt phản vện tiêm máu, lộ ra một vẻ ác độc thấy rõ. Ta cũng thật tò mò nha, Tư Hạ nhìn chằm chằm người bí ẩn, người đến tột cùng là ai, đang êm đang đẹp tới lấy mạng của ta. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này, người bí ẩn như bị lôi điện đánh trúng, lập tức buông Tư Hạ ra, cả người thối lui về phía sau. Tiểu tử, không ngờ tới người ẩn giấu thật rất sâu. Người mặc áo đen nhìn chằm chằm tư hạ, quan sát mấy giây, xoay người liền muốn rời đi. Nếu đã tới, bây giờ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, người nói xem. Khóe miệng tư hạ khẽ nhếch lên, trên mặt toát lên một nụ cười đầy tà tứ. Chỉ thấy, tư hạ với một tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt đã lướt tới sau lưng của người mặc áo đen. Người mặc áo đen lập tức xoay người lại, mà vào giờ khắc này, người mặc áo đen và tư hạ đồng thời đưa tay bắt về phía người đối phương là ngươi tư hạ một tay túm lấy vật che mặt của người áo đen sau khi khiến gương mặt thanh tú kia bị lộ ra ngoài tư hạ như có điều suy nghĩ cô gái này không phải là người ngoài mà chính là thủ lĩnh thiên kiêu hải đường về phần hải đường chẳng qua là tùy ý công kích nhưng lại không cẩn thận làm rớt ra một miếng da ở phía dưới khóe mắt tư hạ nói đúng ra miếng da này cũng không thuộc về tư hạ, thậm chí không thuộc về bất kỳ vật còn sống nào. Đây là một miếng da nhân tạo chuyên dùng để dịch dung, mỏng vô cùng mỏng, xúc cảm khi nắm trong tay, cũng không có gì khác với da người, vô cùng mềm mại. Nếu như không phải là trùng hợp, ai có thể nghĩ tới, nơi khóe mắt tư hạ lại sẽ có thể có một thứ như vậy. Thời khắc này, vết sẹo nơi khóe mắt tư hạ không biết đã bị che giấu biết bao lâu, trong nháy mắt lộ ra ngoài lại cộng thêm nụ cười đầy tà tứ trên mặt kia, khiến người ta có chút không rét mà run. Tới, nói một chút đi, tại sao phải giết ta? Tư hạ nhìn hải đường chầm chầm, lạnh giọng cười một tiếng. Hải đường nhìn tư hạ, cũng không mở miệng. Nếu không nói, vậy thì, vĩnh viễn đừng bao giờ mở miệng nữa. Tư hạ cười lạnh một tiếng, cả người thật giống như nắm giữ tốc độ như cuồng phong, trong nháy mắt định bắt lấy hải đường vốn muốn trốn khỏi nơi này. Tay phải, là cái cuốc. Chỉ thấy, tư hạ nắm cán quốc hung hăng nhằm thẳng vào đầu hải đường mà đập. Chân mày hải đường nhân lại, thực lực của tên tư hạ này, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, quả thực quá nhanh. Thậm chí, hải đường có thể cảm nhận được tiếng xé gió do chiếc cuốc lướt qua không khí tạo ra. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên ở trước người hai người. ầm, một tiếng vang thật lớn. Diệp oản oản ngăn ở bên cạnh hải đường, tay trái đón lấy chiếc quốc do tư hạ bổ tới. Chương 2185, làm sao ngươi biết là ta? Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, hai con người tư hạ hơi hơi nheo lại, dường như đã hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái vị hải đường này, hẳn chính là người do Diệp Oản Oản cố ý dùng để sò so xét chính mình. Hội trưởng võ đạo liên minh công hội, đã lâu không gặp nha. Sau khi Diệp Oản Oản nhìn thấy vết sẹo dữ tợn nơi khóe mắt Tư Hạ kia, trong lòng ngay lập tức có câu trả lời. Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội. Một bên, Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên Tư Hạ này, sẽ là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội. Nguyên bản, đối với đủ loại khác thường của Tư Hạ, Diệp Oản Oản chẳng qua là chỉ nghi ngờ trong lòng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Hạ lại sẽ là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội. Vết sẹo này nàng quá quen thuộc, là vết tích bị móng nhọn của chó sói quào chày. Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trầm tư rất lâu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, âm thanh hơi khàn khàn truyền ra, ha ha. Nhiếp Vô Ưu à, ngươi thật sự là rất thông minh, nếu như là chính ngươi đến sò xét ta, bằng vào nhãn lực của ta, nhất định sẽ có thể nhìn ra là thân hình của ngươi. Cho nên, ngươi tìm nữ nhân này đến sò xét ta, không tệ, có tiến bộ. Nghe Tư Hạ nói vậy, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, ta đã sớm nghe nói qua, thuật dịch dung của hội trưởng võ đạo liên minh công hội thiên hạ vô song. Một chút vết sẹo, muốn che giấu, thật sự là quá dễ dàng. Chẳng qua là, tư hạ, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi thật là biết tạo ra sự ngạc nhiên cho ta. Thú vị, nhiếp vô ưu thật là quá thú vị. Bất quá, ta đúng là rất hiếu kỳ, ta cho là ta đã ẩn núp áo trời khó lọt, người đến tột cùng là làm như thế nào phát hiện được ra ta. Tư Hạ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, "Có thể nói cho ta một chút được không? Áo trời khó lọt, ngươi cho rằng ngươi ẩn núp là kiến như áo trời." Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ, không khỏi cười lạnh. "Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin vậy? Rõ ràng là sơ hở trăm chỗ, còn cho là mình đã tới trình độ không chê vào đâu được." "Tư Hạ, không thể không nói, về tổng thể ngươi ẩn núp rất khéo léo. Bao gồm quá trình cùng học tại Hoa Quốc giữa chúng ta." Chỉ tiết" thứ ngươi chú trọng vẻn vẹn chẳng qua là tổng thể, lại bỏ quên rất rất nhiều chi tiết nhỏ. Diệp Oản Oản nói, chi tiết, tư hạ như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, đối mặt với phụ nữ, nhất định phải gộp tất cả các chi tiết nhỏ vào mà xem xét. Nếu không, mỗi một người phụ nữ cũng có thể trở thành thám tử sơ lốc hôm đó nha. Diệp Oản Oản nói, xin lắng tai nghe, tư hạ lạnh giọng cười một tiếng. Nói cho ngươi nghe, ngược lại cũng không sao ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, lúc ở Hoa Quốc, ngươi có còn nhớ, người từng gọi ta là tỷ tỷ. Đây là một trong số đó. Thứ hai, một lần nào đó, ta và ngươi, còn có A Cửu, cùng ăn cơm tại phòng ăn, ngươi và tư giả hàn đoán sở thích của ta. Ngoài mặt, là tư giả hàn thắng, tư giả hàn đoán chúng hết, mà ngươi, cũng không đoán chúng được chút nào. Thần sắc hải đường đầy nghi ngờ, cũng không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn nói cái gì không đoán chúng, có gì không đúng sao? Tư hạ hỏi. Trước đó nói chung là không có gì không đúng, nhưng mà sau khi trí nhớ của ta khôi phục lại một chút, ta lại phát hiện ra. Thật ra thì, người mới là người đoán chúng được hết toàn bộ. Diệp Oản Oản nói. Nói trắng ra là, thứ A cửu đoán, là hết thảy thứ Diệp Oản Oản yêu thích, mà cái người đoán. Là hết thảy những thứ nhiếp vô yêu yêu thích, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tư hạ, hàn quang trong mắt lóe lên, Năm đó, tư giả hàn đúng là đã đoán chúng, nhưng tất cả sở thích, đều là sở thích sau khi nàng trở thành Diệp Oản Oản. Về phần tư hạ, thứ hắn đoán lại là sở thích của nhiếp vô ưu Sau khi Diệp Oản Oản khôi phục lại ký ức, mới đầu hồi tưởng lại chuyện này, cũng đã cảm thấy vô cùng quỷ dị. chương 2186, Sơ Lốc Hôm Oản Oản nếu như Tư Hạ có thể ẩn đi tất cả các chi tiết nhỏ, vậy quả thật đúng là hắn đã che giấu được kín như áo trời. Chỉ tiếc, người đàn ông này dường như không quá chú trọng chi tiết, có khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn đã để lại rất rất nhiều cái đuôi. Vào giờ phút này, Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng, vậy thì thế nào? Ta đoán chúng sở thích của nhiếp vô ưu có thể chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp. Cho dù không phải là trùng hợp, người cũng không có khả năng vì vậy kết luận ta là hội trưởng võ đạo liên minh công hội đi. Đúng vậy, người nói không sai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Nếu như chẳng qua là chỉ vẻn vẹn điều này, tự nhiên không cách nào chứng minh, Tư Hạ chính là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh công hội. Mà vào lúc ban đầu, sau khi Diệp Oản Oản khôi phục trí nhớ, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, Tư Hạ đến tột cùng là làm như thế nào đoán được sở thích của Nhiếp Vô Ưu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đem Tư Hạ và Võ Đạo Liên Minh công hội liên hệ với nhau. Sơ hở lớn nhất của Tư Hạ lại chính là lần xuất hiện ở trên hải đảo này. Dựa theo trước đó từng nói, cho dù ngươi không phải là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, không có bất cứ quan hệ nào cùng võ đạo liên minh công hội, vậy ngươi hẳn cũng nên biết được thân phận của ta. Nhưng lần này ở trên đảo, biểu hiện của ngươi thật sự là quá tệ. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ, đầu tiên, ngươi mới vừa đến Độc Lập Châu liền bị bắt đi, ngươi làm sao có thể nghe nói đến ta? Cho dù ngươi thật sự từng nghe nói đến không sợ minh chủ Bạch Phong, làm sao ngươi lại có thể biết cái vị bạch phong này chính là diệp oản oản chúng ta thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt đi nghe diệp oản oản nói vậy tư hạ lâm vào trầm tư lập tức đáp a quả thực ngươi thật sự rất để ý chi tiết tiếp theo ngươi nói người bị giam trên hòn đảo này là bởi vì quan hệ của cổ tộc tư thị nhưng tiếc là a cửu cũng lên đảo ta trước đó từng hỏi a cửu chuyện của ngươi bị a cửu bác bỏ đoạn thời gian gần nhất cổ tộc tư thị gió êm sóng lặng căn bản không có một người nào tên là tư hạ tìm tới cửa mà cổ tộc tư thị lại càng không hề đưa ngươi tới nơi này diệp oản oản nói nghe tiếng tư hạ khẽ mỉm cười đúng vậy tư giả hàn bỗng nhiên lên đảo đúng thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta không nằm trong tầm kiểm soát lại nói sau khi ngươi vào đảo vừa tìm được kho tài nguyên chuyện này đúng thật là trùng hợp ngươi nói xem nhiều người như vậy thời gian dài như vậy đều không tìm được liền bị ngươi một người mới lên đảo tìm được thật là trùng hợp sao diệp oản oản nói nghe ngươi nói xem ra là ta diễn thực sự là đổ nát trồng chất tư hạ khẽ mỉm cười nếu như là ta đến sò xét ngươi sẽ giống như lời mới vừa rồi ngươi nói có lẽ ngươi có thể nhìn ra thân hình của ta cho nên ta đặc biệt tìm hải đường đến sò xét nói tóm lại hiệu quả không tệ ta lại không nhớ tư hạ trong ấn tượng của ta có thân thủ đáng sợ như thế." Diệp Oản Oản nói, nhất là hải đường dưới sự trùng hợp, xé ra lớp ngụy trang nơi khóe mắt Tư Hạ, khiến cho vết sẹo do con sói hoang ban tặng cho hắn nổi lên mặt nước. "Chậc chậc, đáng tiếc, trí nhớ của ngươi dường như không hề khôi phục hoàn toàn. Như vậy, đối với ta mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" Nhiếp Vô Ưu, Tư Hạ nhìn Diệp Oản Oản, cười như có thâm ý khác. "Đừng nói nhảm nữa, đối với ngươi ta cũng hết sức tò mò, năm đó tại sao ngươi truy sát ta? Khiến cho ta càng hiếu kỳ hơn chính là, sau khi ngươi truy sát ta, tại sao lại lặn xuống tư gia Hoa Quốc rồi vậy hả? Thậm chí ngay cả A Cửu cũng không biết ngươi là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Tư hạ, ngươi ẩn núp, đích xác là rất sâu nha." Diệp Oản Oản nói. Chương 2187, chuyện xưa năm đó. Tư hạ ý vị sâu xa nhìn Diệp Oản Oản khóe miệng nở một nụ cười đầy khó hiểu, khiến cho người ta có chút không quá thoải mái. Tại sao ta đuổi giết ngươi? Cần phải thông qua miệng của ta nói cho ngươi biết sao? Tư Hà cười nói. Không đợi Diệp Oản Oản đáp lại, Tư Hạ tiếp tục thật ra thì, chuyện khác, ta cũng có thể giúp ngươi giải thích. Chuyện khác, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Tư Hạ khép hờ đôi mắt, trong đầu, hiện ra những thứ đã từng trải qua. Thời niên thiếu, cha hắn từ bá ý bởi vì bị trục xuất độc lập châu, tính tình có biến đổi lớn. Sau này tư bá ý, chính là quay về lại tư gia Hoa Quốc, tích lũy lực lượng đợi ngày quật khởi. Hắn sinh ra ở Hoa Quốc, sinh trưởng tại tư gia Hoa Quốc, nguyên bản, không có nhiều vấn đề phức tạp như vậy. Cái thế giới này, thoạt nhìn quả là rất tươi đẹp. Nhưng mà, bước ngoặt bắt đầu từ khi, tư bá ý đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng vô tình, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiến hành huấn luyện cực kỳ tàn ác đối với hắn. Hắn đã từng hỏi qua tư bá ý, tại sao phải như vậy, mà câu trả lời của tư bá ý lại là, tư hạ là người có thể trở lại độc lập châu, có hy vọng trở lại cổ tộc tư thị. Suốt cuộc, tại đoạn thời kỳ kia, tư hạ biết đến độc lập châu, biết đến cái thế giới khép kín với đời này. Chỉ bất quá, khi đó, hắn cũng không muốn đi đến độc lập châu, cũng không muốn trở thành hy vọng của ai. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chỉ là ít bị huấn luyện một chút, được thế giới tuổi thơ của riêng mình như bạn đồng trang lứa. Nhưng mà, thứ này đối với hắn mà nói, hết thảy đều là hy vọng xa vời. Còn nhớ một năm kia, cha từ bá ý mang theo hắn, đi tới Độc Lập Châu, một nơi có chút tương tự với Hoa Quốc, nhưng mà lại hoàn toàn xa lạ. Hắn còn nhớ, từ bá ý tràn đầy hy vọng, mang hắn đến cổ tộc Tư thị, nói với cổ tộc Tư thị, con của hắn là thiên tài hy vọng tư thị cổ tộc bất kể hiểm khích lúc trước có thể xem ở phân thượng hắn mang về một thiên tài một lần nữa để cho hắn trở lại cổ tộc tư thị sau đó tư thị cổ tộc tiến hành đủ loại khảo sát đối với tư hạ bao gồm cả trí lực thiên phú võ đạo các loại vân vân chỉ bất quá khi đó tư hạ đối với cha tư bá ý đã sớm ghi hận trong lòng lúc khảo sát cố ý không phối hợp đủ kiểu mà kết quả khảo nghiệm chính là trí lực tư hạ không đạt tiêu chuẩn Thành tựu võ đạo không đạt tiêu chuẩn, cổ tộc Tư thị lần nữa đem Tư Bá Ý trục xuất khỏi Tư gia. Mùa thu năm nọ, Độc Lập Châu sớm đã bị báo tuyết bao trùm, mà Tư Bá Ý dưới cơn thịnh nộ, lại ném Tư Hạ lên một ngọn núi nào đó, để cho hắn tự sinh tự diệt. Nghe Tư Hạ giải thích, diệp oản oản rốt cuộc đã minh bạch, khó trách năm đó mình sẽ lại gặp Tư Hạ ở trên núi tuyết, nhắc tới cũng thật trùng hợp, để cho ông ngoại cứu Tư Hạ trở lại. Tư Hạ, ngươi thật đúng là một con bạch nhãn lang. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ chằm chằm, cười lạnh một tiếng, năm đó, ta và ông ngoại ở trên núi tuyết, cứu ngươi tử trong miệng của sói hoang. Ngươi không có ơn lo đáp, lại làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt của Tư Hạ rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói, đừng nóng, chuyện xưa của ta còn chưa nói hết. Vị lão giả cứu hắn, sau này Tư Hạ mới biết, là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, về phần cô bé kia, chính là cháu gái ngoại ruột của hội trưởng. Mỗi ngày, Hắn cùng ở bên cạnh lão giả, mà lão giả mặc dù nghiêm khắc tột độ đối với hắn, nhưng lại không giống như cha tư bà ý. Loại nghiêm khắc này lại có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã xem vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội kia coi thành ông nội ruột, đem cô gái kia coi thành chị ruột mình. Hắn từng thề, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương bọn họ. Bất kể là ai, cũng không được. Chương 2188, bí mật động trời. Sau khi lớn lên, Tư Hạ bởi vì nhớ mong đối với bà nội, cho nên về lại Hoa Quốc, về lại nơi hắn sinh ra, tư gia. Tư bá ý thật giống như đã buông bỏ dã tâm, trở thành một người bình thường. Thời điểm nhìn thấy Tư Hạ, Tư bá ý khóc ròng ròng, tiến hành sám hối đối với Tư Hạ. Chỉ bất quá, Tư Hạ lại hiểu được trong lòng Tư bá ý có rất nhiều cơ sở ngầm tại độc lập châu. Tư Bá Ý bây giờ khóc ròng ròng đối với hắn, hẳn chính là đã biết hắn hiện đang là trợ thủ đắc lực của hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Tư Hạ và Tư Bá Ý cũng không có ai xuyên phá tầng cửa sổ kia, mà Tư Hạ trở lại Tư Gia cũng chỉ là muốn thăm bà nội một chút mà thôi. Đối với Tư Bá Ý, hắn cũng không muốn hỏi tới nhiều. Cũng là lần đó, Tư Hạ gặp được cửu thúc của hắn, Tư Gia Hàn. thiên tài Tư Gia trẻ tuổi nhất tại độc lập châu mà thân là người của võ đạo liên minh công hội, tư hạ đương nhiên biết được, vị cửu thúc này còn có tầng thân phận thứ hai, tu la chủ, lãnh đạo của A tu la. Thời đó, tư hạ cảm thán không thôi, một cái tư gia bé bé tại Hoa Quốc, lại là đầm rồng hang hổ. Tu la chủ, tư vô thiên, còn có hắn, thân là người của võ đạo liên minh công hội, nhất là trợ thủ đắc lực của hội trưởng, ẩn núp thân phận, dĩ nhiên là kín bưng như áo trời. Cho dù là cửu thúc, cũng không biết được thân phận chân thật của hắn. Mặc dù Tư Dạ Hàn từng tiến hành điều tra đối với hắn, phái người theo dõi hắn, nhưng ở Hoa Quốc tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đoạn thời gian đó, sau khi thăm bà nội tại Hoa Quốc một hồi, Tư Hạ một lần nữa quay trở về Độc Lập Châu. Sau khi ngươi trở lại Độc Lập Châu, liền triển khai đuổi giết đối với ta, lật đổ ông ngoại ta, trở thành hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Diệp Oản Oản lạnh lùng nhìn về phía Tư Hạ, nghe diệp oản oản nói vậy tư hạ khóe miệng khẽ nhếch lên nhắc tới cũng đúng dịp sau khi ta trở lại độc lập châu tư giả hàn cũng quay trở về lại càng đúng dịp hơn hắn lại có thể ở trong lúc mấu chốt cứu ngươi ngươi biết chơi vui nhất là cái gì không ta ngồi trên xe tư giả hàn cũng không hề nhận ra ta tới diệp oản oản nắm chặt hai quả đấm cho nên a cửu từ đầu tới cuối đều không biết thân phận của ngươi sau khi ta và a cửu trở lại hoa quốc người quang minh chính đại lấy thân phận của tư hạ quay về giám thị nhất cử nhất động của chúng ta cũng chính vì vậy người biết sở thích của ta người trong lúc tình cờ gọi ta là tỷ tỷ ui chao năng lực trinh thám cũng không tệ lắm tư hạ nói ngươi và cha của ngươi tư bá ý thật đúng là cha con hai người đều có khiếu diễn kịch trong máu đừng nói đối với người bên cạnh giữa cha con các ngươi cũng một mực đều vẫn đang luôn diễn trò diệp oản oản nói đương nhiên Tư hạ khẽ mỉm cười, tư bà ý nguyện ý diễn xuất cùng ta, ta đương nhiên phải phối hợp với hắn, nhìn hắn mỗi ngày giả vờ lo lắng để phòng tại tư gia, rất sợ tư giả hàn giết chết. Thời điểm nhìn thần sắc của hắn, ta liền cảm thấy khó chịu. Chẳng qua chỉ là hắn muốn để cho ta nảy lòng thương xót đối với hắn, sau đó mượn dùng sức mạnh của ta đã kích tư giả hàn. Chuyện này làm sao có thể chứ, tư bà ý cũng đồng dạng là kẻ thù của ta, đúng không? Tư hạ, ông ngoại ta, hiện nay, Rốt cuộc ở đâu?" Diệp Oản oản hướng về Tư Hạ nghiêm nghị quát lên. "Ông ngoại ở đâu?" Tư Hạ làm ra một bộ dạng trầm tư, "Ta suy nghĩ xem sao. Nếu như hôm nay ngươi không nói ra sự thật, đừng hòng đi ra khỏi hòn đảo này." "Nhiếp Vô Ưu, ngươi làm ta sợ à nha, ta thật là sợ quá đi mất." Tư Hạ mặt đầy nụ cười tà tứ, "Bất quá, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cho ngươi biết cũng không sao." "Thật ra thì, ông ngoại của ngươi ở đâu, ngươi tại sao lại đi hỏi ta?" Ngươi nên tự hỏi chính mình mới đúng." Tư Hạ dứt tiếng, chân mày diệp oản oản nhíu sâu hơn, "Tư Hạ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" "Ha ha ha, ta muốn nói cái gì? Nhiếp Vô Ưu, ông ngoại của ngươi không phải là ngươi tự tay giết chết sao, hả?" Trong lúc nói chuyện, hàn quang trong mắt Tư Hạ bạo phát. Chương 2189, người nào mới thật sự là ác ma? Tư Hạ vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Oản Oản, bộp, một cái trở nên tái nhợt. Vô ưu bỗng nhiên, sau lưng Diệp Oản Oản, Hải Đường tiến lên một bước, hướng về Diệp Oản Oản nói, nếu như cô căn bản không có đoạn ký ức này, liền không nên tin hắn. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Hải Đường tiếp tục nói, vô ưu giữa chúng ta là giao tình dạng gì, đối với với nhau cũng hết sức quen thuộc, nếu như cô thật sự như hắn nói, tự tay giết ông ngoại mình. Không có khả năng không có một chút tiếng gió chuyển đi, chớ tin hắn. Nghe Hải Đường nói, lúc này sắc mặt Diệp Oản Oản mới hơi hơi có chuyển biến tốt. Quả thực, trước mắt căn bản nàng cũng không có đoạn ký ức này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn chưa phải là toàn bằng cái miệng của Tư Hạ. Tư Hạ nói mình giết ông ngoại, vậy mình liền giết rồi sao? Ủa, nay ngày cả tháng tư sao? Người còn không nói thật, đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, ánh mắt dần dần lạnh xuống. A, à, nhiếp vô ưu à, dã tâm của ngươi, thật sự là quá quá lớn rồi. Ngươi muốn thống trị toàn bộ độc lập châu, ngươi mong muốn dẫm đạp hết thảy ở dưới chân của mình, nhưng mà ông ngoại ngươi là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, ông ấy ngăn cản ngươi. Ngươi lại đánh mất nhân tính cơ bản nhất, tự tay giết chết ông ngoại của mình, không đúng sao. Tư Hạ cười lạnh, bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Hải đường nhìn về phía Tư Hạ, tức giận quát lên. Đối với nhiếp vô ưu, Hải Đường vô cùng hiểu rõ. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự có giá tâm như vậy, năm đó, nàng ở lại Võ Đạo Liên Minh Công hội là được, sớm muộn sẽ tiếp nhận chức vị hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội, cần gì phải đi thành lập một tổ chức không sợ Minh nữa. Chẳng lẽ, quyền thế của hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công hội còn sánh được bằng với Không Sợ Minh chủ sao? Tư Hạ, miệng ngươi thật đúng là toàn lời nói dối. Vào thời khắc này, đối với lời Tư Hạ nói, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn ngó lơ. Giã tâm của nàng lớn, lớn đến không tiếc giết chết ông ngoại ruột của mình, muốn đem toàn bộ độc lập châu đều dẫm đạp ở dưới chân của mình. Đi nhìn một chút thành viên không sợ minh, bắt đầu, tam trưởng lão, và cả một số vị đường chủ và trưởng lão khác nữa, có người nào con miệng nó là người cực kỳ đáng tin, có thể xưng bá độc lập châu. Dựa vào cái gì, chỉ bằng không sợ minh. Hơn nữa, ở trong trí nhớ Diệp Oản Oản nhớ lại, không có bất kỳ một đoạn hồi ức hay chi tiết nào để lộ ra, nàng có dục vọng muốn xưng bá độc lập châu. Những gì hiện tại tư hạ nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, thuần túy là đang mở mắt nói bừa. Ồ, nguyên lai like người cũng không muốn xưng bá độc lập châu à? Ta đây thật sự quá hiếu kỳ rồi, người rốt cuộc tại sao phải giết chết ông ngoại chứ? Chẳng lẽ, là bởi vì ông ngoại ngăn cản ngươi và tư giả hàn ở chung một chỗ, người ghi hận trong lòng, cho nên giết ông ấy? Tư hạ hơi mỉm cười chế giễu. Vô ưu, cô nhìn một chút đi, căn bản chính là hắn đang nói hưu nói vượt, hắn hiện tại hoàn toàn là đang muốn nhiễu loạn tâm trí của cô, không nên bị mắc lừa. Hải đường nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Hải đường, tôi biết mà. Diệp Oản Oản hướng về Hải đường, khẽ vuốt cằm. Tư Hạ, người bớt ở chỗ này đánh giám. Nếu như hôm nay người không nói thật, đừng mơ tưởng rời đi. Diệp Oản Oản chỉ mặt Tư Hạ quát lên. Theo Diệp Oản Oản, hẳn chính là tư hạ lật đổ ông ngoại của mình, cướp lấy, trở thành người có quyền lực tối cao của độc lập châu, sau đó muốn nhổ cỏ tận gốc cho nên mới truy sát mình. Nếu quả thật là như thế, vậy thì hết thảy đều có thể có được giải thích hoàn mỹ. Ha ha, nhiếp vô yêu, người không phải là rất tỉ mỉ, năng lực thám tử rất mạnh sao. Nếu như vậy, người liền cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người không có đoạn ký ức này, rốt cuộc là người không nhớ nổi, hay là ngươi căn bản không nguyện ý nhớ lại. Người nào mới thật sự là ác ma, không phải là ngươi sao? Chương 2190, quá bình tĩnh. Xem ra là ngươi không tính nói thật rồi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Hạ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Hạ lại khẽ mỉm cười, nhiếp vô ưu, ngươi cho rằng là ngươi thật sự có thể cứu những người trên đảo này ra sao? Thật ra thì, ngươi rốt cuộc là đang cứu người hay là đang giết người? còn không đợi diệp oản oản mở miệng nói gì thân hình tư hạ đã lóe lên ẩn vào trong bóng tối thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt cũng đã vô tung vô ảnh vô yêu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sau khi thấy tư hạ rời đi ở bên cạnh hải đường quay sang hỏi diệp oản oản diệp oản oản và cái gã hội trưởng võ đạo liên minh công hội đó tựa hồ đã từng quen biết nhau hai người cũng không xa lạ gì đối với vấn đề này diệp oản oản lắc đầu một cái chuyện này nhắc tới quá mức phức tạp cũng không phải là vài ba lời liền có thể nói rõ ràng đi tìm tư hạ diệp oản oản hướng về hải đường nói được hải đường lên tiếng đáp ứng lúc này diệp oản oản và hải đường hai người vây quanh vòng ngoài hải đảo tìm kiếm tư hạ chỉ bất quá hòn đảo này thật sự là quá lớn diệp oản oản và hải đường cũng không thể nhìn thấy tư hạ hải đường chuyện này tạm thời không nên để lộ ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến sự lạc quan của mọi người. Trước khi hai người chia ra, Diệp Oản Oản hướng về hải đường dặn dò. Nếu như bị mọi người biết được, hội trưởng võ đạo liên minh công hội xuất hiện ở trên đảo, hơn nữa còn biết được tin tức bọn họ sắp thoát khỏi hải đảo. Tôi hiểu rồi, Hải Đường gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Oản Oản tìm được Tư Giả Hàn, đem sự tình tư hạ đêm qua báo lại toàn bộ cho anh. Sau khi biết được chuyện này, Tư Dạ Hàn lại cũng không lộ ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. "A à Cửu, không phải là anh đã sớm biết Tư Hạ là hội trưởng võ đạo liên minh công hội đấy chứ?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi hơi nhướn lên. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, chàng trai lắc đầu một cái, "Không biết." "Diệp Oản Oản, không biết còn bình tĩnh như vậy, đây chính là cháu ruột của anh đấy." "Sớm lúc trước còn ở Hoa Quốc, anh đã nói với em, chớ tin hắn." Tư giả hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Anh biết được cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Anh đã từng điều tra hắn. Sau một hồi trầm tư, tư giả hàn mở miệng nói, hắn thường xuyên xuất nhập độc lập châu. Hơn nữa, với thủ đoạn của anh, lại điều tra không ra thân phận chân thật của hắn. Đối với tư hạ, tư giả hàn đã sớm có phòng bị và hoài nghi. Cho nên, cho dù bây giờ biết tư hạ là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, tư giả hàn cũng không thấy kinh ngạc. Hơn nữa, năm đó tư bá ý mang theo tư hạ trở lại độc lập châu, lấy tư hạ coi như tiền đặt cuộc, muốn trở lại cổ tộc tư thị. Nhưng tư hạ lại cũng không hợp cách, không thể vượt qua kiểm tra, chuyện này, tư giả hàn cũng biết rõ. Tư giả hàn cũng không đem tư bá ý để ở trong mắt, chỉ có đứa cháu tư hạ này của anh, ẩn núp cực sâu. Vậy làm sao bây giờ? Tư hạ biết kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó. Diệp oản oản hơi có chút lo âu. Đối với chuyện này, tư giả hàn lại cũng không lo lắng, mở miệng nói, hòn đảo nhỏ này, che giấu hết thảy tín hiệu, dụng cụ truyền tin không cách nào sử dụng được. Mà từ hải đảo trở lại độc lập châu, cần hai ngày. Cho dù tư hạ biết được kế hoạch của chúng ta, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Nghe tư giả hàn nói vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới yên tâm. Trong nháy mắt, đã là ba ngày sau. Dựa theo kế hoạch, Diệp Oản Oản và đông đảo đại lão đốt sạch toàn bộ hòn đảo nhỏ. Không bao lâu, Hòn đảo cũng đã phủ đầy khói đen dày đặc. Ta nói này Bạch Phong, người cũng đừng hại chúng ta. Đến lúc đó không có thuyền tới, chúng ta đều phải bị sặc khói mà tèo. Chương 2191, anh còn đâu? Một vị đại lão vô cùng lo lắng nhìn Diệp Oản Oản. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản lại xem thường, tiền mua vé lên thuyền đều thu rồi, làm sao lại có thể không có thuyền? Hải đảo đốt được không bao lâu mấy chục chiếc thuyền biển lái vào vùng biển này. Atula, không sợ minh, và cả đội tàu nhiếp ra, nhìn từ đàng xa, đông đúc hoành tráng. Lực lượng phòng thủ của võ đạo liên minh công hội canh giữ ở khu vực phụ cận, bất quá chỉ mấy hiệp, cũng đã triệt để bị tách ra. Mặc dù nhân số lực lượng phòng thủ của võ đạo liên minh công hội không hề ít, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không chống nổi tam đại thế lực liên thủ tập kích. Hơn nữa, chỉ riêng về số người, ba thế lực lớn cũng đã hoàn toàn nghiền ép. So với Diệp Oản Oản dự đoán, lại còn thuận lợi hơn. Những người bị nhốt trên hòn đảo này, đều thành công lên thuyền, thoát khỏi hòn đảo. Sau khi trở lại độc lập châu, cũng không hề đi trinh phạt võ đạo liên minh công hội, mọi người đều ăn ý khác thường, án binh bất động. Thậm chí ngay cả không sợ minh cũng không làm ra bất kỳ cử động nào đối với võ đạo liên minh công hội, liền ngay cả một chút xíu nghi ngờ cũng không có. Những vị đại lão mất tích kia trở về, nhấc lên sóng to gió lớn tại Độc Lập Châu, càng làm cho Diệp Oản Oản trở thành nhân vật hot nhất Độc Lập Châu. Minh Chủ không sợ mình không chuyện ác nào không làm, lại có thể tìm ra được nơi nhốt những đại lão kia, thậm chí còn có thể cứu toàn bộ bọn họ trở về, làm cho người ta bàn tán sôi nổi. Về phía võ đạo liên minh công hội một phương, cũng không có bất kỳ biểu thị gì, phảng phất như không biết chút nào đối với chuyện này. Đám đại lão kia mới vừa trở lại Độc Lập Châu, trước mặt chuyện quan trọng nhất là củng cố thế lực của mình tạm tu dưỡng một đoạn thời gian không một ai ngốc đến mức mới từ hải đảo trốn ra được liền tìm võ đạo liên minh công hội hỏi tội hơn nữa bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực nói là võ đạo liên minh công hội giam giữ mình sau khi trở lại độc lập châu diệp oản oản nghỉ ngơi hai ngày liền đi thăm hỏi lan gia đại sảnh lan gia lão giả thập phần uy nghiêm ánh mắt rơi vào trên người diệp oản oản trong một đôi mắt tràn đầy vẻ từ ái vô yêu lại đây với ông nội lão giả hướng về diệp oản oản vẫy tay nghe tiếng diệp oản oản vô cùng vâng lời gật đầu một cái ngồi ở bên cạnh ông lão vị lão giả này chính là gia chủ lăng gia lăng thế sương cũng là ông nội của diệp oản oản vô yêu cha mẹ con bên kia có tung tích không lăng thế sương nhìn chằm chằm diệp oản oản hồi lâu sau mới mở miệng hỏi ông nội vẫn chưa có. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nhiếp gia, Atula và cả không sợ minh đều đã phái ra phần lớn nhân lực đi tìm kiếm nhiếp gia chủ và chủ mẫu, nhưng đến giai đoạn hiện tại vẫn không thu hoạch được gì. Trước đó, Diệp Oản Oản cho rằng nhiếp chủ mẫu và gia chủ có thể đã bị bắt lên hải đảo, nhưng sau khi mình lên đảo cũng không phát hiện ra hình bóng của hai người bọn họ. Cho nên, Diệp Oản Oản phỏng đoán nhiếp chủ mẫu và gia chủ rất có thể đã rơi vào trong tay của dòng chính. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ vẻn vẹn là suy đoán, cũng không được chứng thực. Như vậy đi, Lăng gia cũng cùng tham dự điều tra vậy. Hồi lâu sau, Lăng Thế Sương mở miệng nói. Nghe lời nói này, ánh mắt Diệp Oản oản hơi sáng lên. Cơ quan tình báo của Lăng gia vô cùng không tầm thường, nếu như có Lăng gia gia nhập. Vô ưu, chuyện của con, ông nội cũng đều đã nghe nói, bao gồm lúc con ở Hoa Quốc sống cùng cái gã tu la chủ đó. Lăng Thế Sương chuyển đề tài, mấy năm nay, ông nội vô cùng nhớ mong con và anh con. Chẳng qua là, tình huống của ta và cha mẹ con, con hẳn cũng biết. Nhắc đến nhiếp vô danh, thần sắc diệp oản oản hơi mở đi mấy phần. Đúng rồi, vô yêu, anh con đâu? chương 2192, cuộc chiến chính thứ. Lăng Thế Sương nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Ông nội, anh con, .ans ấy, gần đây nhận một đơn hàng, làm nhiệm vụ còn chưa quay trở lại. Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười vui. Chuyện của Nhiếp Vô Danh cũng không công khai ra phía ngoài. Nhiếp gia cũng đã ngay lập tức phong tỏa tin tức, cho dù là Lăng gia cũng không biết rõ tình hình. Được rồi, chờ sau khi anh con trở về, bảo anh con tới Lăng gia một chuyến. Lăng Thế Sương dặn dò. Con biết rồi, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đúng rồi, hòn đảo kia là có chuyện gì xảy ra người phía sau màn là ai lăng thế sương tiếp tục hỏi diệp oản oản trầm tư chốc lát quyết định cuối cùng đem ngọn nguồn báo lại cho lăng thế sương là võ đạo liên minh công hội sau khi biết được chân tướng đầu lông mày lăng thế sương nhất thời nhíu lại ý của con là thằng bé năm đó ông ngoại con cứu được kia chính là hội trưởng đương nhiệm của võ đạo liên minh công hội đúng thế diệp oản oản gật đầu đáp chuyện này ta sẽ điều tra thật tốt một phen. sắc mặt lăng thế sương có chút ngưng trọng. đoạn thời gian gần nhất, độc lập châu có thể sẽ không thể tiếp tục thái bình nữa rồi. ông nội, lời này của nội là có ý gì? diệp oản oản thần sắc kinh ngạc. mấy ngày nay khi các con ở trên đảo, dòng chính đã tuyên bố muốn khai chiến cùng dòng thứ độc lập châu cũng đi khắp nơi lôi kéo các thế lực lớn của độc lập châu. lăng thế sương chậm rãi giải, giải thích. dòng chính tuyên bố muốn khai chiến cùng độc lập châu. chuyện này. Thật đúng là Diệp Oản Oản không biết được. Đúng rồi ông nội, dòng thứ và dòng chính, rốt cuộc là làm thế nào phân biệt? Diệp Oản Oản hướng về Lăng Thế Sương hỏi. Cái gọi là dòng thứ và dòng chính, thật ra thì nói trắng ra là chính là đời sau của những vị tiền bối đã từng sinh sống sớm nhất ở Độc Lập Châu. Giống như cổ tộc Tư Thị, Khương Thị, V, V, các đại cổ tộc thuộc về dòng thứ, mà dòng chính từng ở tại Độc Lập Châu cũng là cổ tộc, nhưng sau đại chiến năm đó dòng chính bại trận, cho nên bị dòng thứ đuổi ra khỏi độc lập châu. Lăng Thế Sương giải thích, tứ đại thế gia chúng ta đây, thuộc về dòng chính hay là dòng thứ? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Nghe câu hỏi của Diệp Oản Oản, Lăng Thế Sương khẽ mỉm cười, vội yêu à, tứ đại thế gia chúng ta, vừa không thuộc về dòng thứ, cũng không có quan hệ cùng dòng chính. Không chỉ là tứ đại thế gia chúng ta, tất cả các thế lực độc lập châu trừ cổ tộc gia, đều không phải là người của dòng thứ và dòng chính diệp oản oản mãi đến giờ phút này lúc này mới diệp oản oản hiểu được một chút đại khái đối với dòng thứ va dòng chính nói trắng ra là đây hoàn toàn chính là cuộc chiến giữa đám người cổ tộc đó không có lấy một phân tiền quan hệ cùng bọn họ nếu không liên quan vậy có đánh thì đánh chứ cũng không ảnh hưởng bọn họ nhiều nhất là dòng thứ bị đánh đuổi ông nội nếu đều không có quan hệ gì cùng chúng ta chúng ta cần gì phải hỏi tới diệp oản oản không hiểu lắm quan hệ vẫn là có quan hệ. Lăng Thế Sương giải thích, dòng chính chú trọng là thống trị, mà dòng thứ lại chú trọng bình hành sao? Nếu như Độc Lập Châu để cho dòng chính trông coi, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Sao nước sông không phạm nước giếng? Thì ra là như vậy. Sau khi nghe ông nội Lăng Thế Sương giải thích, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cẩn thận suy tính, hiện nay, thế lực cường đại nhất Độc Lập Châu, tất nhiên thuộc về đám người cổ tộc kia. Chỉ bất quá đúng như Lăng Thế Sương nói, cổ tộc chú trọng bình hành, cho nên, cho tới bây giờ sẽ không đi quản sự tình giữa các thế lực lớn, lại càng sẽ không nhúng tay hay thiên vị. Nói đúng ra, các đại cổ tộc phụ trách độc lập châu lập ra quy tắc và chế độ, mà võ đạo liên minh là phụ trách chấp hành quy tắc chế độ. Về phần thế lực khác, đều thuộc về tầng lớp dân thường. Ông nội, nội đánh giá trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ lần này, phần thắng của ai lớn hơn? Diệp Oản Oản hỏi chương 2193, Chuyện của Sư Phụ Con Dòng chính, Lăng Thế Sương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Dòng chính mạnh như vậy sao? Vậy năm đó làm sao sẽ bị dòng thứ đuổi ra khỏi độc lập châu? Diệp oản oản khó hiểu. Năm đó dòng chính và dòng thứ đại chiến, dòng thứ thật ra thì cũng có yếu tố vận khí ở bên trong. Hơn nữa, dòng chính bây giờ có một trợ lực lớn nhất là cầu tạp chủng này. Lăng Thế Sương nói nhắc đến cầu tạp trùng, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút kinh ngạc. Quả thực, dường như dịch thủy hàn và những đám người cổ tộc kia có thâm cừu đại hận. Ông nội, cầu tạp trùng và dòng chính với dòng thứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Ta đây cũng không rõ lắm, đường đường không phải là đồ đệ của cầu tạp trùng sao, chuyện này, con có thể đi hỏi đường đường. Lăng Thế Sương đưa ra đề nghị. Sau khi bồi Lăng Thế Sương ăn cơm chưa xong, Diệp Oản Oản liền quay trở về không sợ minh. Hai ngày nay, đường đường một mực đều ở tại không sợ minh, thuận tiện có thể đi hỏi đường đường một câu. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc không sợ minh, thất tinh và bắt đầu hai người vây ở bên cạnh ôn tự nhiên. Nhất là bắt đầu, mặt đầy kích động. Tự nhiên ca ca, anh có thể trở về lại rồi. Không sợ minh không có anh, đó chính là lão hổ ít đi đôi cánh, hùng ưng mắt bị mù. Bắt đầu nhìn chằm chằm ôn tự nhiên, không ngừng lại nhảy. Vừa dứt lời, thất tinh lại liếc bác đầu một cái. Hùng ưng mắt bị mù. Hắn thật đúng là biết so sánh. Sao tự nhiên bị mù? Ôn tự nhiên khẽ mỉm cười, đối với sự hình dung của bác đầu, cũng không để ý. Trò chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản đầy cửa vào. Phong tỷ, tỷ trở về rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, mấy người tiến lên. Tiểu Phong, khoảng thời gian này anh không có ở đây, không sợ minh được em quản lý rất không tồi ôn tự nhiên hướng về diệp oản oản cười nói không sợ minh năm đó hoàn toàn là dựa vào hai người chống đỡ một người là không sợ minh chủ bạch phong một người khác chính là ôn tự nhiên thiếu một người cũng không được muốn trông cậy vào đám trưởng lão và đường chủ kia hiển nhiên là không mấy khả thi toàn bộ không sợ minh cũng chỉ có đại trưởng lão và cả thất tinh là hơi hơi bình thường một chút một điểm này ngược lại không có gì có thể tranh cãi còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Ôn Tự Nhiên bỗng nhiên nói, "Buổi sáng người của dòng chính tới rồi." "Cái gì?" Theo Ôn Tự Nhiên dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. "Người của dòng chính, tới không sợ minh?" "Đúng vậy Phong tỉ, sớm có một lão già tới, là người của dòng chính. Nếu không phải là đệ nhìn tại phân thượng hắn tuổi già sức yếu, đệ đã tặng hắn một cước, đạp hắn té lăn trên mặt đất." Bắt đầu hư hư. Diệp Oản Oản, "Tự nhiên ca ca" Người của dòng chính đến không sợ Minh làm cái gì. Diệp Oản Oản nhìn về phía Ôn Tử Nhiên hỏi: "Không có em ở đây, anh cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều, đem người đuổi đi, gần đây hẳn là sẽ còn quay trở lại." Ôn Tử Nhiên nói: "Được rồi, em biết rồi." Diệp Oản Oản gật đầu. Nàng quả thật là tò mò, người của dòng chính rốt cuộc tới làm gì? Chỉ sau chốc lát tán gẫu cùng đám người Ôn Tử Nhiên, Diệp Oản Oản đã tìm được đường đường. Không sợ Minh Lầu 13. Giờ phút này, Đường Đường đang nằm ở trên bụng đại bạch, bên trái, virus cúi đầu, không ngừng ngáp. Mẹ. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đẩy cửa đi vào, Đường Đường vốn đang buồn ngủ, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Đường Đường, nếu như con không chịu đọc thêm nhiều sách, mẹ liền đem con đưa đi trường học." Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường nói. "Đường Đường có đọc sách." Đường Đường giải thích. "Đường Đường con nhất định sau này không được giống như bắt đầu thúc thúc của con, không có học thức như vậy. Diệp Oản Oản nói, đường đường, đúng rồi, đường đường, mẹ hỏi con chuyện này. Diệp Oản Oản một tay đem đường đường ôm vào trong ngực, ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Mẹ, chuyện gì, đường đường hiếu kỳ hỏi. Chuyện này, chuyện của sư phụ con dịch thủy hàn, con có biết không? Chương 2194, đối với chuyện xưa của tôi có hứng thú, Chuyện của sư phụ. Đường Đường hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Mẹ, chuyện gì của sư phụ cơ?" "Con có biết tại sao sư phụ con căm thù người của cổ tộc như vậy không?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Mặc dù Diệp Oản Oản biết, Dịch Thủy Hàn và đám người cổ tộc độc lập châu kia có mâu thuẫn cực lớn, nhưng nguyên nhân của mâu thuẫn, Diệp Oản Oản lại cũng không rõ ràng. Hơn nữa, theo Diệp Oản Oản, cừu hận giữa Dịch Thủy Hàn và cổ tộc hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Độc Lập Châu có tổng cộng 5 đại cổ tộc, theo thứ tự là cổ tộc Tư Thị, cổ tộc Khương Thị, cổ tộc Dận Thị, cổ tộc Hoác Thị và cả cổ tộc Doanh Thị. Dịch Thủy Hàn cũng không phải là có thủ oán với riêng một cổ tộc nào, hắn đều có thủ với tất cả các cổ tộc. Mẹ, con có biết một chút, chỉ sau chốc lát yên lặng, lúc này đường đường mới hướng về Diệp Oản Oản trả lời. Nghe đường đường nói vậy, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi hơi sáng lên. Vốn chẳng qua chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, thật không nghĩ tới đường đường lại có thể thật sự có bát quái có thể chia sẻ đường đường vậy con nói một chút cho mẹ đi diệp oản oản cười nói nhưng mà mẹ sư phụ không thích người khác biết chuyện xưa của ông ấy đường đường nói diệp oản oản xem ra dịch thủy hàn đúng là có chút chuyện xưa à nha bất quá đến tột cùng là chuyện gì lại không muốn để cho người khác biết đường đường càng như thế diệp oản oản lại càng hiếu kỳ Đường Đường, sư phụ con nói đúng, muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết. Nếu không, để cho sư phụ con biết, ông ấy nhất định sẽ mất hứng. Nói đến đây, Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường khẽ mỉm cười, nhưng "Đó là người khác, mẹ là người khác sao?" Đường Đường, "Vậy cũng được." Cuối cùng, Đường Đường gật đầu một cái, một năm một mười đem những gì mình biết kể lại cho Diệp Oản Oản. Chuyện này còn cần phải bắt đầu từ trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ mà kể tới. Mẹ của Dịch Thủy Hàn, vốn là thế lực của dòng chính, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, lúc còn trẻ đã thoát ly khỏi dòng chính, sinh hoạt tại khu vực bên ngoài độc lập châu. Dòng chính và dòng thứ bùng nổ đại chiến, kéo dài nhiều năm. Sau đó, dòng chính bại trận, bị dòng thứ đuổi ra khỏi độc lập châu. Muốn nghe chuyện xưa của tôi, không bằng trực tiếp đi hỏi tôi. Trong lúc Diệp Oản Oản nghe đến mê mẩn, thanh âm lãnh đạm của một người đàn ông lại từ phía sau truyền tới. Tôi nhổ vào, dọa tôi một hồi. Nhìn thấy dịch thủy hàn phá cửa mà vào, Diệp Oản Oản quả thực sợ hết hồn, không khỏi có chút trột dạ. Sư phụ, đường đường hướng về dịch thủy hàn chào. Đại hiệp, sao anh lại tới đây? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Tới nhìn đồ đệ của tôi một chút, dịch thủy hàn nói. Diệp Oản Oản, rất biết chọn thời gian. Làm sao, đối với chuyện xưa của tôi rất có hứng thú. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Làm gì có, chỉ là tôi tò mò, dịch đại hiệp anh và dòng chính rốt cuộc là có quan hệ như thế nào, tại sao lại căm thù cổ tộc như vậy? Diệp Oản Oản cười nói. Nghe Diệp Oản Oản nói, khóe miệng Dịch Thủy Hàn hơi hơi dương lên, nở một nụ cười khó hiểu. Đó là khởi nguyên của hắn. Hết thảy căn nguyên năm đó hắn còn chưa bước vào độc lập châu ở bên ngoài độc lập châu trải qua những tháng ngày gian khó cùng mẹ của mình ở chung một chỗ nương tựa lẫn nhau cuộc sống bình thản mãi đến một ngày nào đó cô gái kia xuất hiện ở trong cuộc đời của hắn vẽ nên một nét mực đậm nghe dịch thủy hàn tự kể lại diệp oản oản lại càng nồng nhiệt hơn đây là nghe khổ chủ tự mình kể càng có phong vị cô gái kia trở thành bạn gái anh Diệp Oản Oản nhìn về phía dịch thủy hàn hỏi. chương 2195, ân oán cá nhân. Ừm, dịch thủy hàn gật đầu một cái. Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy hiếu kỳ, người kia rốt cuộc là dạng phụ nữ gì. Hơn nữa, hiện nay, bên người của dịch thủy hàn, dường như cũng không có cô gái nào tồn tại. Cô gái kia, sau đó ở tại trong nhà của dịch thủy hàn, cùng dịch thủy hàn và mẹ của hắn sinh hoạt chung một chỗ, ước chừng thời gian nửa năm mãi đến ngày nào đó dịch thủy hàn đi ra ngoài về nhà nhìn thấy mẹ chết ở trên bàn ăn thân chúng kịch độc cô gái kia lại có chút ít đờ đẫn ngồi ở trên băng ghế ở dưới sự tra hỏi của dịch thủy hàn cô gái nói ra sự thật thật ra thì trong thức ăn đã bị cô ta hạ xuống kịch độc nguyên bản loại kịch độc này là để lại cho dịch thủy hàn chỉ bất quá tại một khắc cuối cùng cô gái do dự vốn là muốn đem thức ăn có kịch độc đổ sạch nhưng mà không ngờ tới. Mẹ của dịch thủy hàn, dưới sự trùng hợp, ăn phải thức ăn có bôi kịch độc, chúng độc bỏ mình. Nghe đến đó, diệp oản oản không nhịn được dùng mình một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần dịch thủy hàn ăn cơm, tựa hồ cũng sẽ kiểm tra cẩn thận một lần đối với thức ăn, tựa như rất sợ có độc. Nguyên lai like là chuyện này, để lại bóng mờ không thể xóa nhòa ở trong lòng của dịch thủy hàn. Cô gái kia đâu? Diệp oản oản nhìn chằm chằm dịch thủy hàn muốn biết kết cục tôi giết cô ta dịch thủy hàn nhìn về phía diệp oản oản lãnh đạm thờ ơ đáp đối với vấn đề này diệp oản oản lại lâm vào trong trầm mặc loại cố sự này thật đúng là ít nghe thì tốt hơn nhưng mà nghĩ lại diệp oản oản lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng chuyện này và chuyện dịch thủy hàn hận dòng thứ có quan hệ gì chẳng lẽ cô gái kia là người của dòng thứ cuối cùng diệp oản oản rốt cuộc biết được cô gái kia đích xác là người của dòng thứ năm đó dòng thứ biết được sự tồn tại của dịch thủy hàn cũng biết mẹ của dịch thủy hàn là thế lực dòng chính dòng thứ lo lắng dịch thủy hàn sẽ sáp nhập vào trận doanh dòng chính cho nên từ trong tinh anh dòng thứ chọn lựa ra một vị sát thủ được huấn luyện nghiêm trình sát thủ chính là cô gái kia nghe dịch thủy hàn giải thích xong diệp oản oản có chút không lời chống đỡ chuyện này dường như cũng quá cẩu huyết cho nên cô cho là những đám cổ tộc kia có phải đều đáng chết hay không? Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bước lắc đầu, không nhất định. Không nhất định, Dịch Thủy Hàn hơi nhíu mày. Khó mà nói, Diệp Oản Oản nhéo cầm một cái. Khó mà nói, không cho Dịch Thủy Hàn có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản thở dài. Thứ đồ chơi này nên nói thế nào? Mặc dù, dựa theo Dịch Thủy Hàn giải thích mà xem, dòng thứ xác thực không phải thứ gì tốt những đám cổ tộc kia cũng đích xác là bị hận đáng đời nhưng mà diệp oản oản bỗng nhiên ý thức được một sự thật người đàn ông của nàng tư dạ hàn con miệng nó cũng là người của cổ tộc đấy vậy phải nàng nói thế nào mới tốt nói với dịch thủy hàn dòng thứ đều đáng chết anh đi chỉnh chết những đám người cổ tộc kia đi tôi ủng hộ anh đây không phải là đùa giỡn hay sao từ sâu trong nội tâm diệp oản oản lại tương đối khinh bỉ cách làm như thế của cổ tộc nhưng miệng lại cũng không thể nói thêm cái gì. Về phần Dịch Thủy Hàn, hắn muốn tiêu diệt những thứ cổ tộc kia, quả thật là một chút lý do phản bác cũng không tìm ra được. Đừng nói là Dịch Thủy Hàn, nếu như đổi lại thành Chính Diệp Oản Oản, nàng chắc cũng sẽ làm ra sự tình giống như anh ta. Hôm nay tôi tới đây, trừ nhìn đường đường ra, còn phải nhắc nhở cô, đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện giữa dòng thứ và dòng chính. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Oản Oản nói, anh nhất định sẽ nhúng tay, đúng không? Diệp Oản Oản cao mày hỏi. Chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ, không có quan hệ gì với tôi, vẻn vẹn chẳng qua là ân oán cá nhân giữa tôi và đám cổ tộc kia. Dịch Thủy Hàn lãnh đạm nói. chương 2196, dòng chính ghé thăm. Giữa dòng chính và dòng thứ, nhất định sẽ có chiến tranh sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn hỏi. Chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi, Dịch thủy hàn lạnh nhạt nói, bất quá, theo thế cục trước mắt mà xem, trận chiến này không thể tránh được. Nghe nhận xét này, Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, độc lập châu sắp tạm biệt cùng hòa bình. Chờ sau khi dịch thủy hàn rời đi, bắt đầu đẩy cửa ra, phong tỉ, lão già kia lại tới rồi. Lão già kia nào cơ, Diệp Oản Oản liếc nhìn bắt đầu một cái. Chính là lão già dòng chính kia đó, sớm có ghé qua tìm. Bắt đầu giải thích, được tôi lập tức tới ngay diệp oản oản gật đầu một cái đối với chuyện dòng chính bỗng nhiên ghé thăm diệp oản oản cũng hết sức tò mò những người dòng chính này rốt cuộc có mục đích gì mẹ con cũng đi đường đường nhìn về phía diệp oản oản nói đường đường ngoan ngoãn mẹ đi nói chuyện con ở lại chơi với đại bạch và tiểu hắc nhé đợi một hồi mẹ sẽ trở lại ngay diệp oản oản khẽ mỉm cười vâng ạ đường đường cũng nghe lời hướng về diệp oản oản gật đầu một cái chỉ chốc lát sau diệp oản oản sửa soạn một phen đi theo bắt đầu tới phòng họp bên trong phòng họp một lão già mặc quần đen áo đen thoạt nhìn cũng vô cùng gọn gàng trong tay chống gậy ngồi ở một bên vị này chính là minh chủ không sợ minh chúng ta bạch phong bắt đầu nói nghe tiếng lão già gật đầu một cái sau một hồi quan sát diệp oản oản lão chống gậy đứng dậy hướng về diệp oản oản cười nói Bạch Minh Chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ông không nên khách khí, lần này ông đích thân tới không sợ mình chúng tôi, không biết có chuyện quan trọng gì. Diệp Oản Oản ngồi xuống, nhìn lão già dòng chính, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nghe Diệp Oản Oản nói, lão già dòng chính khẽ mỉm cười, được, Bạch Minh Chủ sảng khoái, đã như vậy, tôi đây cũng không thừa nước đục thả câu. Lần này tới, là muốn yêu cầu Bạch Minh Chủ gia nhập vào trận doanh dòng chính chúng tôi. Lão ta vừa dứt tiếng, đầu lông mày Diệp Oản Oản nhất thời nhíu lại. Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngờ tới, mục đích chuyến đi này của lão già dòng chính, lại là lôi kéo mình. Chỉ bất quá, nghĩ lại, Diệp Oản Oản liền ngay lập tức hiểu ra. Giữa dòng chính và dòng thứ, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Mà thế lực lớn nhỏ đông đảo của Độc Lập Châu, vô luận là dòng thứ cũng được, hoặc là dòng chính cũng được tin rằng bọn họ đều hy vọng đem những trận doanh trung lập của độc lập châu này kéo hướng về phe mình. Như vậy là hay nhất, thời điểm đại chiến bùng nổ sẽ có thể nắm chắc hơn. Thấy Diệp Oản Oản yên lặng không đáp, lão già dòng chính tiếp tục cười nói, thật ra thì, Bạch Minh chủ hẳn là đã biết, toàn bộ độc lập châu, dòng chính chúng tôi mới là chính thống. Hơn nữa, thực lực của dòng chính càng cường đại hơn. Độc lập châu có 12 châu, bây giờ chúng tôi chỉ chiếm một châu, hầu như đã trở thành tồn tại đội sổ trong 12 châu. Sớm mấy năm, chúng tôi chưa từng chật vật qua như thế ở độc lập châu này, Bạch Minh chủ cho là thế nào? Độc lập châu, 12 châu. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Sau mấy lần thôi miên của viện trưởng Xích diếm trong trí nhớ mà Diệp Oản Oản nhớ lại, quả thực có một đoạn như thế, vẫn là thông tin mà ông ngoại nói cho nàng. Thật ra thì, độc lập châu tổng cộng có 12 hòn đảo to lớn. Hiện tại Độc lập châu mà bọn họ đang ở, vẹn vẹn chẳng qua là một trong số đó. Mà 12 hòn đảo hợp vào chung một chỗ, mới thật sự là độc lập châu. Bất quá, giữa mỗi châu của độc lập châu đều không hề có quen biết gì lẫn nhau, cho nên người biết tới cũng không nhiều. Bạch Minh chủ, chỉ cần không sợ Minh nguyện ý ủng hộ dòng chính, ngày sau, đợi đến khi dòng chính chúng tôi cầm quyền, dòng chính có thể bảo đảm, không sợ Minh tất nhiên sẽ tốt hơn so với ngày hôm nay, thế nào? lão già dòng chính cười nói. chương 2197, thiệp mời của cổ tộc tư thị. Trước không nóng vội, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, tôi hỏi các người chuyện này. Mời Bạch Minh chủ nói, lão già dòng chính nói. Cha mẹ tôi, cũng chính là nhiếp chủ mẫu và gia chủ, chắc là đang bị dòng chính các người bắt đi đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lão ta, hỏi. Đúng thế, lão già dòng chính vô cùng thẳng thắn gật đầu một cái. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới, cái lão già dòng chính này, lại có thể thành thực như vậy. Quá thành thực, chính mình con miệng nó cũng không tiện nói tiếp. Tôi biết Bạch Minh Chủ có một ít hiểu lầm đối với dòng chính, mà khởi nguồn của hiểu lầm chủ yếu là bởi vì nhiếp linh lung. Lão già dòng chính nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười, thật ra thì, người của dòng chính chúng tôi, thật sự là có rất nhiều. Cái loại giống như nhiếp linh lung, tại dòng chính chỉ thuộc về thứ dâu rìa không đáng kể, không đáng nhắc tới. Dòng chính không có khả năng ép buộc mỗi một thành viên đều tuân theo quy củ, chung quy có một số kẻ không tuân theo quy củ làm bậy, chúng tôi cũng không có cách nào. Nghe lời nói này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. Đây con miệng nó là loại ngụy biện gì vậy hả? Thành viên dòng chính không tuân theo quy củ làm bậy bên ngoài, không có liên quan đến dòng chính bọn họ. Có thể giữ lại một chút thể diện hay không? Thật ra thì, dã tâm của nhiếp linh lung cực lớn, thật không dám giấu giếm, dòng chính chúng tôi cũng không thích loại dã tâm quá lớn này, cho nên, trước đã đuổi cô ta ra khỏi dòng chính rồi. Về phần cha mẹ của Bạch Minh Chủ, cũng là do nhiếp linh lung bắt đi. Lão già dòng chính cười nói. Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, không hiểu tại sao, Diệp Oản Oản bỗng nhiên bắt đầu có chút bội phục dòng chính, có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những lời này, quảng sạch trách nhiệm không còn một mống, ra mặt không thể bảo là không dày ngược lại nhiếp linh lung đã chết rồi tùy tiện bọn họ nói cái gì cũng được bạch minh chủ nếu như cô nguyện ý gia nhập dòng chính chúng tôi hơn nữa để cho cha mẹ của bạch minh chủ cũng ủng hộ dòng chính mà nói chúng tôi có thể lập tức thả người lão già dòng chính tiếp tục nói a chúng ta chớ có nói nhảm nữa tôi hỏi ông cái người bí ẩn trước đó vẫn luôn bàn bạc cùng nhiếp linh lung là ai hắn và nhiếp linh lung hại chết ca ca của tôi tôi muốn hắn đền mạng trong mắt của Diệp Oản Oản, chờ thoáng qua một đạo hàn mang. Diệp Oản Oản rước tiếng, ánh mắt lão già dòng chính hơi có chút lóe lên, nói, bạch minh chủ, nào có người bí ẩn nào chứ? Nói bậy, một bên, tam trưởng lão lạnh lùng nói, tại sao không có, đêm hôm đó ta theo dõi nhiếp linh lung, à ta và một người bí ẩn bàn bạc, từng thảo luận trước tiên đi diệt trừ nhiếp vô danh. Tam trưởng lão vừa rước tiếng, ngón tay của lão già dòng chính, không ngừng gõ mặt bàn, bạch minh chủ, đề nghị của tôi cô có thể suy tính một chút lão già dòng chính nói xong lúc này mới đứng dậy không cho diệp oản oản có cơ hội tiếp tục mở miệng hắn đã xoay người rời đi thấy vậy thần sắc diệp oản oản càng thêm âm trầm diệp oản oản có thể xác định người bí ẩn kia nhất định có tồn tại thậm chí thân phận của người bí ẩn tại dòng chính là hết sức quan trọng chỉ riêng bởi vì nhiếp vô danh diệp oản oản đã không có khả năng có bất kỳ dính dáng nào cùng dòng chính chỉ có thể là kẻ thù phong tỷ dòng chính bên này mới vừa đi không bao lâu bắt đầu lại lần nữa vọt lên đệ đệt phong tỷ cổ tộc tư thị phát thiệp mời cho chúng ta cổ tộc tư thị nghe tiếng diệp oản oản sửng sốt một chút lúc này bắt đầu đem thiệp mời đưa cho diệp oản oản sau khi nhìn xong thiệp mời diệp oản oản mặt đầy mộng bức cái đám dòng chính và dòng thứ này Năm đó quả nhiên là người một nhà, đều có phong cách hành sự giống nhau. Bên này, dòng chính mới vừa cho người người tới lôi kéo, bên kia, người của cổ tộc tư thì cũng đã gửi thiệp mời tới. Chương 2198 liên kết với nhau. Căn bản không cần nghĩ nhiều, nhất định là những người cổ tộc dòng thứ kia cũng bắt đầu đi động viên các thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ của độc lập châu, muốn thời điểm dòng chính và dòng thứ đại chiến, những thế lực này của bọn họ có thể gia nhập Đêm đó, Diệp Oản Oản mang theo ôn tử nhiên, mấy vị trưởng lão không sợ minh, đám người bắt đầu và thất tinh, đi đến cổ tộc tư thị. Không thể không nói, tại độc lập châu, cổ tộc tư thị thuộc về thế lực lớn siêu cấp nhất đẳng, kích thước đồ sộ, làm người ta hoảng sợ. Bên trong phòng hội nghị của cổ tộc tư thị, Diệp Oản Oản liếc mắt liền nhìn thấy tư dạ hàn ngồi ở bên cạnh tộc trưởng cổ tộc tư thị. Không thể không nói, hai người này, trưởng thành thật là có chút hít tương tự. Bởi vì là hội nghị quan trọng, hơi có tính nghiêm túc, người tới đều là đại lão các bên của độc lập châu, cho nên hai người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cũng không thể quấn quyết bên nhau ở trong buổi họp mặt. Mà lời của tộc trưởng Tư Thị đơn giản dễ hiểu. Yêu cầu bọn họ gia nhập dòng thứ, cùng ngăn chặn dòng chính xâm phạm. Nhưng mà, trong nhiều thế lực lớn như vậy, phần lớn đều là kiểu hùa, theo phe nào cũng được, không phản đối cũng không đáp ứng. Cũng không một ai muốn đi làm chim đầu đàn, một khi đáp ứng, đó chính là đối nghịch cùng dòng chính. Cho dù là Diệp Oản Oản, cũng không tỏ thái độ có gia nhập trận doanh cổ tộc dòng thứ hay không. Hiện nay, nhiếp chủ mẫu và gia chủ đều bị giam tại dòng chính, không sợ minh và nhiếp ra, nếu như giờ phút này gia nhập dòng thứ, có lẽ sẽ chọc giận dòng chính, hậu quả khó mà lường được. Mà ý tứ của tư giả Hàn cũng là như vậy, để cho nàng tạm thời không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ đợi thời cơ. Sau khi rời khỏi cổ tộc, Tư giả Hàn tiến Diệp oản oản về không sợ Minh một nhà ba người ăn cơm tối ở tại đây đợi sau khi Đường Đường ngủ lúc này Tư giả Hàn mới rời khỏi mấy ngày gần đây nhất sự tình Atula cần xử lý quá nhiều đều cần Tư giả Hàn đích thân giải quyết mà vào hai ngày sau sau không sợ Minh và tội ngục Song Phương tuyên bố không sợ Minh gia nhập tội ngục trở thành thế lực hạch tâm lớn thứ tư của tổ chức không sợ Minh hiện tại đã cùng tội ngục liên kết chặt chẽ với nhau nhất là ở thời kỳ đặc thù như này, đạt thành thỏa thuận tài nguyên cùng hưởng. Mà trừ chuyện đó ra, một sự kiện càng thêm oanh động độc lập châu xuất hiện, Atula một người một ngựa, ở trong thời gian suốt một đêm, hủy diệt ba chi nhánh tại độc lập châu của Võ Đạo Liên Minh Công hội, đồng thời phá hủy sáu cứ điểm tài nguyên trọng yếu của tổ chức này. Mà vào sau đó, Võ Đạo Liên Minh Công hội phát động phản kích, Thiên Hận và Đồ Môn cũng lập tức tham dự, trận chiến song phương này không thể ngừng lại. A cửu làm sao anh lại đánh nhau với võ đạo liên minh công hội. Trong không sợ minh, Diệp Oản Oản gọi video cho Tư Giả Hàn. Đường đường đâu, Tư Giả Hàn hỏi. Mới vừa ăn no, đang chơi cùng Đại Bạch và Tiểu Hắc ở lầu 13 đấy. Diệp Oản Oản trả lời đúng sự thật. Chờ một chút, em đang hỏi anh như thế nào lại cùng võ đạo liên minh công hội đánh nhau. Trong khoảng thời gian gần đây, bản thân độc lập châu đã cực kỳ không yên ổn, chuyện của võ đạo liên minh công hội, tốt nhất trước để sang một bên. Em nói gì cơ, tư giả hàn hỏi. Diệp Oản Oản. Thật ra thì Diệp Oản Oản đã đoán được, A Tu La Hận võ đạo liên minh công hội, không phải là bởi vì chuyện hải đảo, có lẽ là vì chuyện năm đó tư hạ nói mình làm. Bất quá, muốn cho thế lực tội ngục đi nhìn kỹ thế cục, căn bản là không quá thực tế, bao gồm cả nội bộ không sợ minh, cũng không phải là có thể làm theo ý mình. Chuyện này, em không cần hỏi tới, Chẳng qua là đánh chiến dịch nhỏ mà thôi." Tư Dạ Hàn nói. Đối với điểm này, Diệp Oản Oản nói chung cũng không phản bác. Phó đạo liên minh công hội và phía tội ngục cũng không đem hết toàn lực, quả thực chỉ có thể coi là đánh chiến dịch nhỏ mang tính thăm dò. Sao ghi chú tác giả lúc dùng chữ du yêu du tội vực lúc lại dùng chữ du yêu du tội ngục để mô tả tổ chức do Atula thiên hận đồ môn tạo thành? ở đây mình chọn dùng tội ngục để thống nhất xuyên suốt trong quá trình dịch tham khảo tác giả ghi dù yêu san jahe Sili chư y một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục dòng hai chương hai nhưng lại ghi chengwe dù ji jisi jahe trở thành thế lực hạch tâm thứ tư của tội vực chương này chương 2199, chạm một cái liền bùng nổ sau khi cắt đứt video diệp oản oản luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên những vị đại lão trước đó được nàng cứu ra khỏi hải đảo, ngay đầu tiên liền tuyên bố ủng hộ dòng thứ vô điều kiện. Mà trong khoảng thời gian kế tiếp, dòng chính dường như có hành động, trong cùng một lúc phái ra một lượng lớn sát thủ, tiến hành ám sát các đại lão gia nhập dòng chính. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mười mấy vị đại lão bị ám sát. Nếu như không phải là Atula có dự kiến trước, ngay lập tức phái ra nhân lực bảo vệ những đại lão kia, cũng chú ý nhắc nhở thêm, hậu quả khó mà lường được không chỉ là dòng chính, dòng thứ cũng có hành động, cách làm cũng giống dòng chính như đúc, phái ra phần đông sát thủ của cổ tộc, tiến hành ám sát đối với các thủ lĩnh thế lực tuyên bố ủng hộ dòng chính. Nhưng mà, khiến cho người ta không nghĩ đến chính là, cầu tạp chủng dịch thủy hàn bỗng nhiên ra tay, những tên sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh do cổ tộc phái ra, cơ hồ đều chết hết ở trong tay của dịch thủy hàn. Trước mắt, toàn bộ độc lập châu, các thế lực không liên quan, vẫn còn đang trông chờ tình hình không ít, bao gồm cả tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục, gồm cả không sợ minh ở bên trong. Riêng Atula đã từ rất sớm trước đó tuyên bố ủng hộ dòng thứ, trở thành trợ lực lớn nhất của dòng thứ. Trong lúc nhất thời, các mối quan hệ của độc lập châu rắc rối phức tạp, khó mà hình dung. Giữa các thế lực lớn, hệ phái bất đồng, chiến dịch cỡ nhỏ cơ hồ mỗi ngày đều đang bùng nổ. Mà tứ đại thế gia trước mắt cũng đang ở trạng thái chờ. Dòng chính và dòng thứ, Cơ hồ mỗi ngày đều có người đến tứ đại thế gia thăm hỏi lôi kéo, nhưng cũng không nhận được sự hồi đáp rõ ràng nào. Chỉ bất quá, trong lòng Diệp Oản Oản lại hết sức rõ ràng, ở loại cấp bậc giống như tứ đại thế gia này, muốn vô tư vô ưu bảo trì trung lập, không quan tâm, tuyệt đối là không có khả năng. Chẳng qua là thời cơ còn chưa tới, chốc lát một khi thời cơ chín mùi, tứ đại thế gia tất nhiên sẽ phải đưa ra lựa chọn. Trận chiến dịch này, toàn bộ độc lập châu, không có bất kỳ thế lực có thể không dính vào. Cho dù không nguyện ý tham dự chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ, cũng không tới phiên bọn họ lựa chọn. Mọi thứ căng thẳng, như chỉ cần chạm một cái liền bùng nổ. Đêm khuya, không sợ minh. Diệp Oản Oản suy nghĩ ngàn vạn, con đường tương lai, rốt cuộc phải đi như thế nào. Trước mắt, cha mẹ của mình còn ở trong tay dòng chính, hiện tại tùy tiện ủng hộ dòng thứ, chọc giận dòng chính, hiển nhiên thuộc về hành vi thiếu đầu óc. Diệp Oản Oản hiện nay chỉ muốn vì ca ca Nhiếp Vô Danh báo thù rửa hận, hơn nữa cứu thoát cha mẹ từ trong tay dòng chính, về phần chiến tranh quy mô lớn giữa dòng thứ và dòng chính, nàng thực sự là không có hứng thú. Thống trị độc lập châu gì gì, cũng không có liên quan gì đến nàng. Bắt đầu, bỗng nhiên, Diệp Oản Oản hướng về ngoài cửa gọi một câu. "Phong tỷ, tỷ gọi đệ." Nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa vào. Lựa chọn người chúng ta đi đến thăm hỏi dòng chính một chút, Diệp Oản Oản nói. Hả? Bắt đầu mặt đầy mộng bức, phong tỉ. Không phải chứ, giờ phút quan trọng này, chúng ta đi dòng chính. Nói nhảm, đi dòng chính thì sao? Diệp Oản Oản nói. À, vậy nếu như chúng ta đi dòng chính mà nói, không phải tương đương ủng hộ dòng chính rồi sao? Bắt đầu gãi đầu một cái. Đừng nói nhảm, chuẩn bị nhanh lên một chút. Diệp Oản Oản hơi có chút mất kiên nhẫn nói. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão không sợ minh kể cả đại trưởng lão ở bên trong, thất tinh bắt đầu, và cả các cao tầng như ôn tử nhiên, dối giết được điều động, đi về khu vực bên ngoài phía trước không sợ minh. Một chi nhánh nào đó của dòng chính. Ha ha, bạch minh chủ đêm khuya ghé thăm, thật là khiến người ta bất ngờ. Lão già dòng chính vội vàng đi ra nghênh đón, hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Vị lão giả này, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước đây đúng là ông ta đi tới không sợ Minh thăm hỏi. Tôi cũng không nói nhảm với ông, mục đích hôm nay tới đây rất đơn giản, không sợ Minh chúng tôi và nhiếp ra, ủng hộ dòng chính, nhưng các người trước tiên cần phải thả cha mẹ tôi ra đã. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. chương 2200, thật không biết xấu hổ. Ồ, Bạch Minh Chủ đã nghĩ xong. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, sắc mặt lão già dòng chính hơi có nét vui. Không sai, diệp oản oản gật đầu một cái tốt lắm nếu quả thật là như vậy cha mẹ của bạch minh chủ dĩ nhiên là khách quý của chúng tôi dòng chính chúng tôi lập tức thả người lão ta gật đầu một cái còn không đợi diệp oản oản tiếp tục mở miệng nói gì lão già dòng chính lại nói chỉ bất quá là như thế này nếu không sợ minh và nhiếp ra đều ủng hộ dòng chính vậy thì lập một bản hợp đồng đi trong lúc nói chuyện lão ta nháy mắt cho thủ hạ lúc này thủ hạ mang tới một bản hiệp ước chiến sự. Nhìn nội dung hiệp ước, Diệp Oản Oản nhất thời ngẩn cả ra. Đám người dòng chính này, thật đúng là con miệng nó nhìn xa trông rộng. Loại hiệp ước chiến sự này, do trọng tài hội của 12 châu thuộc độc lập châu quản lý. Trọng tài hội 12 châu, đại biểu cho thế lực trung lập quy mô lớn nhất 12 châu của độc lập châu. Phần lớn quy tắc độc lập châu, đều là do trọng tài hội quy định, không một ai dám vi phạm ý chí của trọng tài hội cho dù là dòng chính và dòng thứ, cũng không có can đảm này. Bây giờ, bản hiệp ước này lại là do trọng tài hội trực tiếp quản lý, nếu như mà không tuân thủ. Làm sao, ông không tin tôi, tôi giàu gì cũng là không sợ minh chủ, gia chủ nhiếp ra, tín nhiệm giữa người và người đi đâu rồi. Chẳng lẽ tín nhiệm của chúng ta còn không bằng một trang giấy này sao? Diệp oản oản nhìn chằm chằm lão già dòng chính, thở dài. Ha ha! nghe diệp oản oản nói vậy lão già dòng chính khẽ mỉm cười nhìn diệp oản oản mở miệng nói bạch minh chủ đây nếu như là thế lực khác nói như vậy tôi cũng sẽ tin nhưng mà chính bởi vì bạch minh chủ là minh chủ không sợ minh cho nên chúng tôi có sao nói vậy có hai nói hai vẫn là trước tiên ký kết hiệp ước chiến sự đi đã diệp oản oản không sợ minh thì thế nào các người cũng không đi hỏi thăm một chút không sợ minh chúng tôi nhất là tôi người minh chủ này, một khi nói chuyện chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Oản Oản nói, ha ha, bạch minh chủ, danh tiếng không sợ minh, mọi người đều biết, cô cũng không cần nhiều lời. Dòng chính đương nhiên là tin tưởng thành tâm của bạch minh chủ, nhưng vẫn là nên ký đi, lão già dòng chính cười nói. Diệp Oản Oản, người con miệng nó, thật không biết xấu hổ. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể cầm bút ký tên, cũng ịn vân tay lên. Được chưa? Diệp Oản Oản đem hiệp ước đẩy tới. Sau khi nhìn kỹ một lát, lão già dòng chính hướng về Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cười nói, được rồi, hoan nghênh không sợ minh và nhiếp ra, gia nhập đại gia đình dòng chính chúng ta. Cha mẹ tôi đâu? Diệp Oản Oản hỏi. Bạch Minh chủ yên tâm, cha mẹ của cô, ở chi nhánh khác. Sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ trở lại nhiếp ra. Lão già dòng chính mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, được, liền tin các người một lần. Diệp Oản Oản dứt lời, mang theo mọi người không sợ Minh đứng dậy rời đi. Con bà nó, phong tỷ, chúng ta thật sự gia nhập dòng chính sao? Có phải là quá gấp rồi hay không hả? Trên đường trở về, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản nói. Gấp cái rắm. Diệp Oản Oản tức giận hư lạnh một tiếng, tâm tình rất là buồn giàu. Trước đó là dự định trước tiên đem dòng chính lắc lư cho xong chuyện, để cho bọn họ trước tiên thả cha mẹ rồi lại nói. Không có cái gì quan trọng hơn so với an nguy của bọn họ. Nhưng mà có ai ngờ được, đám dòng chính này nào có dễ lừa bịp như vậy. Người ta trực tiếp lấy ra một bản hiệp ước chiến sự do trọng tài hội trực tiếp quản lý. Ký hiệp ước này, nếu như không làm theo nội dung hiệp ước, dòng chính sẽ không quản, đến lúc đó sẽ có người của trọng tài hội trực tiếp ra mặt audio điện tử võ tấn bền hết chương 2200